Vâng, chị chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng cũng như là xả kho nhanh một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá bác luôn. Để bác nào có nhu cầu về hàng hóa bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo những cái số điện thoại em đang ghi trực tiếp ở trên màn hình nhá. Gọi điện theo những cái số ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu giúp em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những mã hàng đầu tiên trong cái video này. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của bên em các bác nhé. Rồi, mã đầu tiên em lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái dòng cưa dây. Hôm nay em sẽ xả luôn cái mã luôn. Bữa trước đang bán bác là 40.000 một cái sợi cưa dây này, hôm nay em về đây bác mức giá mới chỉ có 20.000 một sợi thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cưa dây này. Đấy, cưa dây nhá. Đấy, này là dạ sợi cưa nhá, à nó là sợi dây nhưng mà nó có những cái lưỡi cưa nên là khi quá dụng rất là hay. 20k nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, dùng rất tiện dụng này. Về các bác sử dụng anh em thợ điện nước này, rồi là các bác sử dụng cưa những cái chỗ vị trí khó. Bình thường là những cái con cưa to các bác không lách vào đâu, nhưng mà cái con này nó là dạng cưa dây nên là các bác luồn lách vào những cái vị trí khó các bác cưa nó rất là tiện nhá. Đấy, cưa gỗ này, cưa ống đường ống nước các thứ này rất tiện dụng luôn. Đây, ở đây nó có những cái mắt lưỡi này rất sắc luôn. Đó, các bác luồn vào, sau đó là các bác là móc hai tay vào cái móc này, sau đó các bác kéo đi kéo lại cho em. Đấy, kéo đi kéo lại là ok luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái sợi cưa dây nhá. Đấy, sợi cưa dây bên em đang gửi bác một cái sợi cưa dây này, như này là 20k một sợi thôi, chỉ 20.000. hôm nay em xả kho sập sàn cái mã luôn. Đấy, để các bác chốt nhanh. Đó, 20k mua về sử dụng rất hay. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, các bác cùng xem này, kéo gặp những ta như này thì chỉ có bó tay thôi. Nhưng em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Đấy, những cái vị trí khó này bình thường là các bác không thể lách kéo đấy kia một đâu, nhưng mà con này các bác cho vào các bác. Đấy, các bác kéo này. Đấy, kéo rất ngon luôn nhá. Đấy, những cái vị trí khó góc này, những cái con ống nước thứ ở những cái góc tường. Bình thường là máy cắt không phải lách được đâu, nhưng con này là nó làm được luôn. Đấy, các bác lách vào các bác kéo cưa cắt cho em nhá. Đường ống nước các thứ là anh em thợ điện nước các bác sử dụng gia đình này, cưa gỗ cưa các thứ này. Đấy, những cái chỗ to này thì không thể bao giờ lách vào được mà cắt đâu, chỉ có dùng cái cưa này thôi nên là dùng rất là hay nhá. 20k một cái nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, 20k lên mã với em sẽ là sợi cưa dây nhá, 20k. Rồi, cái mã tiếp theo em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái nắp cống đồng. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán bác là 70.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua, chỉ cần có là đi 40k thôi. 40k lên mã giúp em sẽ là cái nắp cống đồng. Cái này thì sẽ có chức năng là chắn mùi này, rồi là chống côn trùng nó chui lên từ đường cống nhá. Đây thì nguyên lý động của nó thì về quá cứ cho vào cái nắp cống như mình bình thường. Đấy, bình thường là nước xả thì đây nó sẽ gạt cái lẫy này thì nó sẽ chảy nước xuống bình thường, còn khi mà bình thường nó sẽ đóng kín lại nhà. Đấy, mùi hôi là nó sẽ không bốc được nhá. Thứ hai là côn trùng có thứ là nó không chui từ đường cống được, rất là kín luôn. Đấy, mà cái sản phẩm này 100% là bằng đồng thau nên là về các bác dùng cũng rất là bền. Đấy, bình thường là các bác để này là nó sẽ đóng kín luôn. Đấy, đóng kín luôn. Đấy, khi mà con nước chảy thì nó sẽ mở cái van này ra. Đấy, còn không thì nó sẽ đóng lại. Đấy, đóng kín như này rất hay. Đó, nắp cống đồng chắn mùi nhá. Đấy, 100% là đồng thau nguyên khối luôn, dùng rất là bền. Giá bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, 40k một bộ này các bác nhá, 40k một cái bộ này. Cái này thì đường kính của nó từ đây sang đây là 4 cm nhá, 4 cm. Đi về các bác xem cái nắp cống cho mình xem, vừa là bác mua về lắp vào rất hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhá các bác nhá, có thể lắp cho ống cống từ 4 cm đến 6 cm đường kính đấy các bác nhá, ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhé các bác nhé. Đấy, khi mà có nước là nó sẽ xả bình thường, còn không thì nếu mà không có nước là nó tự động nó sẽ đóng lại nhé, rất là hay. Lắp cho ống cống từ 4 cm đến 6 cm đường kính nhé các bác nhé, ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhé các bác nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất là thông minh luôn. 40k một triệu nhá, 40k một cái chiếc nắp cống đồng chắn mùi nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã xả luôn bác, cái đó là cái dòng búa vàng mini này. Đấy, một cái cây búa rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này, về các bác hay gò gõ những cái dạng chi tiết nhỏ rồi anh em cũng như là thợ kim hoàn các thứ rồi. Đấy, cần những con búa nhỏ này để các bác gõ gò này rất hay. Đấy, cái con này thì nó đa năng, ngoài chức năng là búa thì nó bên trong này. Đấy, các bác mở ra thì bên trong nó còn có cả những cái cây tô vít nhá. Đấy, mấy cái đầu tô vít cơ, đầu cộng này. Đấy, đầu cộng, đầu trừ có đủ cả luôn nhá, đầu ba ke này, đầu dẹt này. Đó, rồi là đầu búa này. Đấy, thì khi mà lắp vào bình thường là nó sẽ thành một chiếc búa, còn nếu mà các bác muốn tháo ra, các bác muốn dùng tô vít thì các bác tháo nó cho em. Đấy, thì nó sẽ thành những cái cây tô vít nha, nhỏ nhỏ như xinh này để các bác tháo nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, thì lúc nào mà dùng búa thì các bác lắp vào, lúc nào mà muốn dùng tô vít thì các bác tháo ra. Đấy, bên trong là nó có, bên trong này là nó có đầy đủ cả đầu vít các thứ bên trong hết luôn. Đấy,
Đây, rất nhỏ gọn này, một cái đầu bằng này, một cái đầu nhọn nhọn này. Các bác gõ gõ những cái đồ nhỏ nhỏ là xinh xinh, ok. À, báo giá bác luôn, bữa trước đây, bên em đã gửi bác là giá một cái cây búa vàng mini này, bữa trước đang bán là 100. Hôm nay em xả bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ có 60k một cây thôi. Đấy, búa vàng mini nhá, 60 ngàn một cây. Đấy, hai đầu gõ gõ rồi là có cả đầu vít bên trong luôn nhá. Đấy, ba đầu vít luôn, đầu ba kia, đầu dẹt có đủ luôn. 60k một cây nhá, một chiếc búa rất là hay. Đấy, về các bác sử dụng, anh em dạo thuyền dùng ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bấm móng Đức M3 này, hàng bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, bộ móng Đức M3, bộ này thì bữa trước nhiều bác hỏi nhưng mà đang bán hết hàng, thì đây hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Bộ này thì giá đợt này cũng đang xả kho chỉ còn có 100 ngàn một bộ thôi, bữa trước đang bán là 130 nghìn đấy. Đợt này về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 100 ngàn một bộ nha. Đấy, lên mã nha, em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 đấy, 100k một bộ. Đây, một bộ thì mới keo nguyên hộp nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Đấy, logo thương hiệu của Nguyên Linh này, đấy, Nguyên Linh của Đức nhá. Thì bên trong thì sẽ gồm có là ba cái bấm móng, một bấm móng to, đấy, một dạng rất là to luôn này. Đấy, đây logo Nguyên Linh này, chắc chắn chất lượng, cầm một chiếc bấm móng nặng trịch luôn. Một chiếc thứ hai là chiếc nhỏ nhỏ này, và một chiếc thứ ba là một chiếc bấm móng khéo nhá. Đấy, cái này thì chuyên các bác sử dụng bấm những cái khóe móng chân móng tay, rồi các bác dùng cái con chéo này cho em này, các bác xà này. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm, sắc bén vô cùng luôn, cắt cực kỳ ngọt, riêng cái dòng Đức này yên tâm rồi, cắt rất là ngon nhá. À, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 nhá. Đấy, bộ bờ mai M3 đi. Bộ này thì bên em đang xả cho bác giá là có 100 ngàn bộ thôi, 100k một bộ nha. Đấy, mới nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, rất đẹp luôn đây, một bộ đấy nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm cũng rất ok. Đấy, hộp nhôm có đủ cá luôn nhá, là 100k một bộ nhá, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 ba móng nhá, là 100k một bộ nha. Sản phẩm tiếp theo thì một số cái mã hàng về dòng thuốc bên em thì đây, lên luôn cho bác cái hũ cao ngựa này, một hũ này là 30g nhá, chuyên cho bác trị nứt gót chân. Đấy, rồi bác nứt nẻ khô da chân tay, các bác mua cho em cái loại về bôi, chút chút 100% từ cao ngựa nhá, nên về các bác sử dụng yên tâm, rất là an toàn và sử dụng rất hiệu quả luôn. Đấy, đây nó là dạng kem bôi này, đấy nó là dạng kem bôi. Đấy, thì về các bác cứ sử dụng này, các bác bôi trực tiếp vào gót chân, gót tay, những cái chỗ nào nó đang bị nứt nẻ chân tay, bị khô da nhá, các bác bôi cho em rất nhạy luôn. 20k một hũ nhá, 20k một hũ này thôi. Lên mã cho em sẽ là cái hũ cao ngựa nhá, trị nứt gót chân tay. Đó, 20k. Đây, cao ngựa này. Đấy, lọ cao ngựa nhá. 20k một lọ thôi. 20k một lọ, cái này bên em bán khá là nhiều, mùi thơm thoang thoảng mà dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Đấy, đặc biệt là bác nào đang nứt nẻ chân tay, nứt gót chân các thứ nào, các bác bôi cho em. Đấy, khỏi luôn, rất nhạy luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau lắm không đi được, dùng mấy loại lên rồi mà không có thấy đỡ thì chút nào hết á. Em đau quá mới cầu cứu nhỏ bạn, thì nó mới chỉ cho cái sếp kèm giảm nước gót chân này đây. Mặc quá em cầu về tài thử liền, tưởng không đỡ, ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Gót chân em nó mềm mà còn hồng hào hẳn ra nữa. Mấy vết nước thì nhỏ và mờ đi trông thấy. Và nhất là em không cần thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin bí quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi túi kem giảm nước gót này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gót chân bị nứt nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để xài thử lên này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lọ cao ngựa trị nứt gót chân, trị khô da, đấy, nứt nẻ chân tay nhá, 20k một cái lọ cao ngựa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, cho bác nào hay đau nhức xương khớp này. Đấy, rồi là các bác đau người, các bác mua về bôi nhá. Chiết xuất thì thành phần ví dụ như là bọ cạp này, rắn này, rồi là rết này. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Một típ này là 20g, nó là dạng thuốc bôi, dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, đi về đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, về các bác mua cái típ này về các bác bôi. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, mà giá nó cũng rất là bình dân, hàng rẻ luôn. Chỉ có là đi 30k một típ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp nhá. Đấy, thuốc bôi bọ cạp. Thuốc bôi bọ cạp nhá, trị đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, 30k nhá. 30k một típ thuốc bôi bọ cạp này. 30k một típ. Một típ này là 20g. Đấy, là dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, rất hiệu quả và bán rất là nhiều. 30k một típ nhá, thuốc bôi bọ cạp. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái thuốc ngứa này, cũng nhiều bác hỏi cái thuốc ngứa ông già lắm này, cực kỳ nhạy luôn và bán cũng rất là nhiều. Đấy, nói chung là những cái dòng thuốc bên em thì các bác yên tâm về chất lượng đi. Đấy, bên em tuyển những cái thuốc mà nó phải có tác dụng. Đấy, dùng các bác thấy ok. Đấy, nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều, có những bác mua một phát là 20 típ luôn, về phát cho cả nhà. Đấy, vì nhiều bác rất hay bị ngứa. Đấy, nhiều bác bị ngứa này, rồi là nấm này, hắc lào, lăng ben, các bác bôi cho em cái loại này cực kỳ ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái típ thuốc ngứa nhá. Một típ này thì cũng giá bình dân thôi, chỉ có 20 ngàn một típ thôi nhá, 20k.
Đấy, thuốc ngứa hình ung già này 20k nhá. Một típ này của nó sẽ là 15g. Đấy 15g. Giá thì hạt rẻ là 20k. Nhiều bác chắc là nhiều bác biết cái thuốc ngứa xanh này rồi mà em cũng bán, mà do các bác cảm ơn các bác là các bác cũng giới thiệu giúp em nên là em bán rất là được nhiều luôn. Đấy, các bác giới thiệu bảo là thuốc này bôi rất ok. Bôi vào cảm giác nó mát, nó dịu mà nó hết cơn ngứa luôn. Đấy. Một típ này là 15g nhá. Đấy, một típ là 15g, nó là dạng thuốc bôi thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc bôi ông già, thuốc bôi ngứa ông già. À, 20k một típ thôi nhá. 20k một típ thuốc bôi ngứa ông già nha. 20k thôi. Giá rất bình dân, hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất nhạy luôn. Đấy, bán rất nhiều rồi. Đó. Lên vãi thì em sẽ là thuốc ngứa ông già nha. 20k một típ nha. Tiếp theo thì là thuốc trĩ này. Đấy, cũng nhiều bác hỏi em thuốc trĩ này thì đây, có thuốc trĩ luôn. Thuốc trĩ thì cũng là 20k luôn nhá. Thuốc trĩ cũng bán rất là nhiều. Đấy, thuốc trĩ cũng là dạng thuốc bôi ngoài da nhá. Đấy, thuốc mua cũng là thương hiệu ông già luôn. Cũng 20.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc trĩ. Đấy, thuốc trĩ nhá. 20k nhá. 20k một cái típ thuốc trĩ nha. Đấy, 20k một típ thuốc trĩ. Nhiều bác hỏi là thuốc bên em thì còn hạn sử dụng không thì các bác yên tâm nhá. Đết vẫn còn rất là dài. Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm này này. Đết của nó là đến là đi 2025 này này. Đấy 2025 nhá, nên là có yên tâm nhá. Toàn những cái dòng thuốc đết dài thôi nên là các bác yên tâm về chất lượng. Và bên em tuyển chọn rất là kỹ, lựa chọn rất là kỹ. Đây là típ thuốc trĩ nhá. Một típ này là 20g. Đó, cái này thì chuyên cho bác bôi trĩ ngoài da. Đó, chuyên cho bác bôi trĩ ở ngoài nhá. À, bôi rất là nhạy luôn. Bán rất là nhiều. 20k một típ thôi. Lên mã giúp em sẽ là thuốc trĩ nhá. 20k một típ, cũng thương hiệu hình ông già. Rồi, tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thuốc xịt xoang. Đấy, nhiều bác hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, rồi là dị ứng thời tiết các thứ này, các thứ. Hoặc là mũi miếc các thứ là nó không thông thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác xịt. Đấy, cái này là thuốc xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì date của nó đến 2025 luôn này. Cái này thì giá của nó sẽ là đi 40k một lọ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang nhá. Thuốc xịt xoang mũi nhá, chuyên cho các bác xịt xoang mũi. 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên này. Đấy, 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Đấy, cái này thì xịt rất là ok luôn, xịt phát là thông mũi mát họng luôn. Cái này đi thoảng em cũng xài mà. Đó, dùng thích lắm. Nó là dạng xịt nhá, thì về các bác chỉ việc là cho vào lỗ mũi các bác bóp cho em. Đấy, bóp là sẽ xịt ra có thế thôi. Đấy, dạng bóp này, cứ thế cho lỗ mũi các bác bóp, bóp cho em là nó sẽ xịt ra có thế thôi. Dùng rất dễ xài, dễ sử dụng luôn. À, một cái lọ này là 40k một lọ nhá, 40k một lọ. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang mũi nhá. À, thuốc xịt xoang mũi nhá. Một chai này là 20ml. Đấy, dung tích là 20ml, chuyên cho bác xịt xoang mũi là 40k một một lọ nhỉ. Keo điện thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái băng keo điện này, hàng bãi Nhật. Đó, cực kỳ xịn luôn. Em báo giá luôn, bên em đang bán một cuộn lẻ thì sẽ là một cuộn là 10k. Đấy, còn nếu các bác mua nhiều, mua cả cân thì giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả cân thì 1kg thì 1kg thì sẽ là 80k 1kg. Đấy, các bác lấy nửa ký là 40.000. Đó, tùy nhu cầu thôi nhá. Có thể lấy nửa ký hoặc có thể lấy cả ký. Hoặc là các bác mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua một quặn được. Một quặn là 10.000. Đấy, 1kg là 80.000. Còn các bác có thể lấy nửa ký thì là 40.000 thôi nhá. Đấy, dòng băng keo điện hàng bãi nhá. Nếu mà các bác mua thì bên em sẽ bốc xô cho bác lẫn lộn nhá. Hàng này thì em nói luôn là hàng nó sẽ có quặn to, quặn nhỏ, quặn dày, quặn mỏng, quặn lớn, quặn bé lẫn lộn. Nhưng mà được cái là cái dòng băng keo rất là đặc trưng là siêu dính, đấy, siêu dai, đấy, và siêu mỏng nhá, dùng rất là thích luôn. Các bác nhìn này, cái phần lõi nó rất là mỏng này. Đấy, bình thường là các bác mua những cuộn băng keo có lõi rất là dày, nhưng con này là lõi rất là mỏng nên là nó được rất là nhiều băng keo, đấy, được rất nhiều băng keo nhá. Nói chung là tính về kinh tế cái này rất là tiết kiệm và tiết kiệm chi phí rất nhiều luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền cuốn dây điện ở trước này, các bác cuốn cây cảnh các thứ cũng mua rất là nhiều bên em này. Đó, một ký là 80.000 nhá, 1kg là 80.000, lấy nửa ký là 40. Các bác lấy lẻ một quặn một thì bên em đang bán các bác là 10k một quặn nhá. Bán lẻ một quặn là 10k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bọc thức ăn này. Lên mã em sẽ là cái bọc thức ăn nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái bọc 100 cái này, giá chỉ có 10.000 thôi. Bọc thức ăn này, đấy, bọc thức ăn nhá. Một túi này là 100 cái, giá sẽ là 10k một túi nhá. 10.000 một túi, giá rất hạt rẻ, bình dân, dễ mua. Đây. Thì bên trong nó sẽ gồm có 100 cái bọc nhỏ này. Về các bác chuyên để các bác bọc thức ăn, bảo quản thức ăn rất tiện. Đây, nó là những cái bọc này và ở đây nó có sợi chun co giãn này. Đấy, bình thường ví dụ như em đang có một cái bát thức ăn ở đây. Đấy, em muốn bọc lại để bảo quản, ví dụ các bác để vào. Đấy, để vào để lên mâm bà nó không bị ruồi bâu thứ này. Rồi là không bị vi trùng vi khuẩn nó vào này, rồi là ví dụ như là các bác để trong tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh mình đậy vào. Đấy, để nó không bị mất mùi mất vị thức ăn, rồi nó không bị bay mùi ra tủ lạnh nhá. Thì các bác mua cái này về các bác chụp vào. Đấy, chụp vào rất ok. Căng đét lên luôn này. Đấy. Cái này thì bát này bát to nhá, còn nếu mà không thì các bác muốn dùng bát còn có lại bát to nữa vẫn dùng luôn. Thì cái này nó đây này, cái này nó co giãn này. Đấy, cái này nó có thể là co giãn nhá, nên là bát to bát nhỏ là các bác vẫn có thể chụp được hết luôn. Đó.
một túi này là 100 cái nhỏ nhỏ nha, đấy 100 cái chụp nha, đấy 100 cái chụp này. Và cái này thì nếu mà các bác dùng cẩn thận có thể dùng được nhiều lần luôn. Đó. Lên mã như em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá, một túi bọc thức ăn này là 100 cái. Đây. Nó cứ nhỏ nhỏ này hết này. Đấy, thì các bác cứ dùng đâu các bác lấy đến đấy, còn không thì các bác cứ treo lên nha, treo lên đây nha. Đó. Bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn bọc một túi là 100 cái với giá chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân, dễ mua. Đấy. Nói chung là cái sản phẩm này nên mua, các bác mua về sử dụng cho gia đình nhà mình. Bọc bảo quản thức ăn các thứ là rất hợp lý luôn. 10k một túi nhá, cứ bán 10k một túi nha. Là một túi này là 100 cái này. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ set thìa vàng mạ vàng 24k nhá. Đấy, 9 số 4. Rất ok luôn. Đây, một set thìa mạ vàng cực kỳ đẹp. Nó sẽ gồm có là 2 4 6 cây nhá, 6 cây với giá thì cũng rất là bình dân. Chỉ có là đi 30.000 một set này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set thìa vàng. Đó, một set này thì em báo giá luôn. Đang gửi bác một set thìa vàng đẹp nha, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là set thìa vàng 6 cây nhá. 30k một set nhá, 30k một set đây. Nó sẽ mạ vàng rất đẹp nha. Đấy, mạ vàng rất đẹp này. Đó. Thì sẽ gồm có 6 cây về các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình ăn, và các cháu nhà mình ăn uống cái thứ rồi. Đấy, mình ăn ok luôn. 2 4 6 cây này. Cái phần đầu đó thì làm kiểu dạng giả đá này, vân vân giả đá rất đẹp luôn nhá. Đó. 6 cây chìa này mà giá chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mới keng beng luôn nhá, mới luôn không nhá, chứ không phải hàng cũ đâu nhá, hàng mới luôn đấy. Hàng thìa mới keng luôn đấy. Hàng kiểu dạng hàng thanh lý siêu thị nhá. 30k một set nhá, 30k một set thìa vàng 6 cây nhá. Đấy, 30k một set thìa vàng 6 cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ gắp mắt dứa mắt thơm này, rất tiện dụng luôn, sử dụng gia đình nhà mình hợp lý này. Giá thì bình dân thôi, chỉ có 15k một cái nhá. Chất liệu này bằng inox nó rất là sắc bén mà rất hay về các bác dùng để các bác gắp những cái mắt dứa trong quả dứa ra. Đấy, các bác chỉ việc châm vào các bác gắp ra, châm vào các bác gắp ra rất tiện dụng luôn. Đó. 15k một cái nhá. Lên mã giúp em sẽ có cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm. Đấy, trong Nam hay gọi là khóm hoặc là quả thơm. Ở ngoài Bắc thì hay gọi là quả dứa. Đó. 15k một cái nhá. 15k một cái dụng cụ gắp mắt dứa, gắp mắt thơm, gắp mắt khóm nha. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây là chị gắp quen tay này, gắp rất ngọt ngào luôn. Đấy. Cái này về các bác gắp một thời gian là các bác dùng nó quen tay mà. Đấy, có thấy không? Gắp lên quả dứa nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hay. Đỡ tốn thịt dứa nhá. Đấy, bình thường các bác cái này gọt gọt mất công, con này gắp rất ngon luôn. Đó. Nhìn rất là hay nhá, bắt mắt. Đó, và dễ dàng sử dụng luôn. 15k một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ gắp mắt dứa nhá. Đang bán bác là 15k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, nó là cái bộ dĩa Đức này. Đấy, bộ dĩa Đức 10 cây của thương hiệu Willing nhá, của thương hiệu Willing, hình hai người này. Đấy, hình hai người. Lên mã em sẽ cái bộ dĩa Đức. Cái bộ này thì về các bác chuyên dùng để các bác ăn hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Một bộ dĩa Đức này là sẽ bao gồm là 10 cây. Đấy, chất liệu bằng inox này. Đấy, 10 cây nhá, đây. Logo Willing trên từng cây một này. Đấy, về các bác hay có những cái món ăn hoa quả thứ rồi. Đôi khi ví dụ ở nhà mình ăn cầm tay thứ không sao, như ví dụ như các bác nhà có khách khứa, đôi khi các bác sử dụng này, rồi ví dụ như các bác chuyển sang cái món này đi, nó quen đi, đỡ phải cầm tay, đôi khi nó đỡ mất vệ sinh nhá. Đấy, thì các bác chuyển sang cầm này rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, dùng để ăn hoa quả rất là ok. Đấy. Một hộp là 10 cái nhá, một hộp là 10 cái dĩa này này, một hộp dĩa Đức của Nguyên Linh nhà, số lượng là 10 cái nhá. Đấy, 10 cái. Đây 10 cái này. Đấy, báo giá bác luôn. Đó thì bên em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ, dễ mua. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dĩa Đức ăn hoa quả 10 cây. Bộ dĩa Đức này. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá, một bộ này là 10 cây, giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 một bộ dĩa Đức 10 cây. Đấy, nhà đôi khi hay có khách khứa, các bác lên để các bác cho vào những cái đĩa hoa quả. Đấy, ăn cho nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, đôi khi khách khứa là rất là ngại cầm bốc tay. Đấy thì có cái dĩa ăn hoa quả này thì dùng rất là tiện luôn. 40k một hộp nhá, 40k một hộp để bán cả hộp này luôn, là một hộp này là 10 cái này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ cốc bằng silicon. Đấy, phần thân này có nhựa, còn cái phần đầu cọ nó xong silicon. Con này chiều dài nó rơi khoảng tầm 25 cm nhá, 25 cm. Đấy, các bác cọ những con cốc sâu hoặc là ví dụ như là chai lọ thì các bác cọ rất là ok luôn. Đây, cái dạng đầu của nó sẽ là đầu silicon này. Đấy, các bác cọ rất là sạch luôn mà không lo nó bị xước cốc. Bình thường là những cái cốc sâu ấy là các bác rất là khó cọ, rất là khó thò tay vào, các bác cọ thì đây các bác mua cho em cái cây này về. Đấy, một cái giải pháp sử dụng rất là hay luôn. Các bác mua về mình để cọ cốc, cọ rửa cốc chén các thứ là ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ cốc đầu silicon nhá. Đấy, bên em đang gửi bác một cái cây cọ cốc đầu silicon này với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k thôi.
Đấy, dùng rất tiện dụng luôn, 20k một cây cây cọ cốc đầu silicon nhá, 20k một cây. Sau vào tí hào thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ nắp cống nhựa chắn mùi. Đấy, cái này về bác nào nhà vệ sinh có này hay có cái món mùi mùi hôi thối ở cống nó bốc lên thì về bác mua cho em cái cống này về. Đấy, cái cống này thì thiết kế dạng là cống một chiều nhá. Nó kiểu dạng van một chiều, nó chỉ có đẩy xuống, nó còn là khi mà đẩy lên thì nó sẽ tự động là sẽ đóng kín lại đây này, có nhìn này. Đấy, nó có phần lõi đẩy lên là tự động nó sẽ đóng kín lại các bác đỡ mùi hôi nhá. Đấy, mà vẫn có thể dùng cái cống này làm cái cống để các bác thoát nước ok luôn. Đây nó có phần lưới lọc này. Đấy, lưới lọc, còn đây là cái phần miệng dưới nó này. Đấy, về các bác ấn xuống sau đó các bác xài thôi. Con này nó sử dụng cái dạng silicone. Đây là khi mà các bác sử dụng rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Giá thì bình dân vô cùng luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ nắp cống chắn mùi nhá. Bên em đang bán một cái bộ nắp cống chắn mùi nha. Với giá sẽ là đi 20k nhá, 20k. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa nhá, nắp cống nhựa chắn mùi. Đó, đang bán bác là 20k một cái thôi, chỉ có 20.000, giá rất hạt rẻ, dễ mua. 20k một cái, về các bác lắp đặt vào cái cống nhà mình cho đỡ mùi lên nhá. 20k, đấy, thiết kế rất là thông minh bây giờ, và giá rất hạt rẻ bình dân. Và cái dòng nhựa này các bác dùng thì siêu bền rồi, nếu mà các bác dùng làm nắp cống thì siêu bền luôn, không biết đến bao giờ hỏng nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nhà tắm bốc mùi hôi khó chịu, da và tóc trượt xuống cống gây tắc nghẽn, côn trùng và vi khuẩn tràn lên theo đường ống. Bộ nắp phễu ngăn mùi thoát sàn chống trào ngược là sản phẩm dành cho bạn. Sản phẩm sẽ giúp bạn ngăn chặn mùi hôi và vi khuẩn, thoát nước dễ dàng, xóa bỏ nỗi lo tắc cống. Bộ nắp phễu ngăn mùi lắp đặt dễ dàng, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình, và đặc biệt giúp bạn tiết kiệm chi phí vì sản phẩm thay thế các loại nắp inox đắt đỏ kém hiệu quả. Giờ đây bạn chỉ cần bỏ ra chi phí rất nhỏ mà vẫn đạt được hiệu quả vượt trội. Đấy. Chi phí bỏ ra rất là nhỏ, chỉ có 20.000 bộ thôi. Về các bác sử dụng xài rất là hay. Đấy, đỡ mùi nó bốc lên, các thứ đỡ côn trùng nó chui lên nhá. Đấy, vừa an toàn sức khỏe mà rất là tiện luôn. 20k bộ nhá. Lên mã cho em sẽ là cái nắp cống nhựa chắn mùi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp tinh dầu Dubai, một hộp là 5 lọ nhá. Đấy, hàng của Made in Dubai này. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ tinh dầu trong này. Đấy, rất là thơm luôn, và cái mùi thơm toàn bộ là 5 mùi nó đều khác nhau nhá. Đấy, lưu hương cực kỳ lâu. Hàng chuyên tinh dầu của Made in Dubai. Đấy, Made in Dubai này. Đằng sau này sẽ có mã code, mã vạch đầy đủ luôn. Đấy, mã code, mã vạch đầy đủ hết luôn nhá. Made in UAE này, rất xịn sò luôn. Một hộp này sẽ gồm có là 5 lọ nhá, 2 4 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Đấy, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, đi chơi đi tiệc, đi nọ đi kia giờ. Đấy, có tất cả các mùi khác nhau nhá. Dành cho chị em phụ nữ hoặc đàn ông đều được hết nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này. Với giá thì cũng rất là bình dân. Đấy, tinh dầu Dubai. Tinh dầu Dubai. Với giá một hộp này là 5 lọ sẽ là đi 70.000 các bác nhá. Lên mã em sẽ là một hộp tinh dầu Dubai, là bán cả hộp luôn nhá, không bán lẻ nhá. Là một hộp này là 70k, hãy cho 5 lọ nhá. Hàng của Made in Dubai, Made in UAE đấy, rất xịn sò luôn. Đây một hộp rất đẹp, 5 lọ này mùi rất là thơm nhá, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Cái dòng tinh dầu này thì các bác biết rồi. Đấy, nó chiết xuất 100% là từ tinh dầu luôn, nên cái tinh dầu rất là đặc. Đấy, không bình thường là các bác hay mua những cái dạng nước hoa thì nó pha ra có nước rồi. Đây là dạng tinh dầu, nghĩa là dạng nguyên chất luôn, nên là xài rất là ok. 40k nhá, 40k à 70k nhá, xin lỗi bác là 70k một hộp tinh dầu Dubai 5 lọ này. Đấy, 70k một hộp, giá rất là rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên, hàng cũng của thương hiệu Willing nha. Đấy, một hộp này sẽ gồm có là 6 viên. Đi kèm là một cái góc đá này nữa. Đấy, về các bác sử dụng này. Cái dòng đá vĩnh cửu này thì về dùng rất là an toàn và ok. Đấy, không như cái dòng đá thường mà nó vẫn có cơ chế là làm lạnh như cái dòng đá thường luôn. Ở đây một cục của nó sẽ đúc liền này, đấy có logo Wailing ở bên trong này. Đấy, đi về các bác chỉ việc là bỏ trực tiếp cái viên này vào trong tủ lạnh và lúc nào dùng được các bác lấy ra. Đấy, phù hợp cho các bác nào uống bia uống rượu vẫn muốn mát nhưng mà lại không bị loãng nhá. Đấy, uống đặc đôi khi bác quen rồi. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, uống vào mà lại gì kiểu là mình ướp vào mà nó làm lạnh đá đúng như đá kia luôn. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tái sử dụng nhá, các bác rửa sạch đi các bác lại cho vào lần sau lại các bác lại dùng được ok luôn. Rất tiện và rất hay. Đó, lên mã em sẽ cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nhá. Đấy, em báo giá luôn. Giá thì một cái hộp đá vĩnh cửu 6 viên nha. Đấy, với giá sẽ là 60k một hộp nhá. Lên mã em sẽ là đá vĩnh cửu. Đấy, đá vĩnh cửu nhá. Dùng được nhiều lần và làm lạnh khá là nhanh. Đấy, làm lạnh như đá kia luôn. Về các bác chỉ việc bỏ vào tủ đông cho mình. Sau đó là 1-2 tiếng là nó sẽ lạnh, là các bác lôi ra các bác xài thôi. Là khi nào mà xài xong thì các bác lại rửa sạch đi, mình lại lần sau mình có thể sử dụng được nhiều lần nhá. Một hộp đá vĩnh cửu 6 viên. Đấy, với giá thì sẽ là đi 60k một hộp nha. Đấy. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái bộ nạo 3 món này. Lên mã sẽ cái bộ nạo 3 món nhá. Bộ này sẽ gồm có là 3 món cho bác luôn. Về các bác xài thoải mái luôn. Gia đình rất là tí. Đây.
Một bộ sẽ gồm có một cái cây nạo này, một cái cây nạo này sẽ có là nạo thường và nạo sợi nhá, một cái cây dao để các bác có thể là tỉa hoa, gọt hoa quả các thứ này, rồi là đặc biệt là các bác hay có những cái món lòng gà, lòng vịt đấy, các bác rạch ra rất là khó để các bác mua này về, nó rất là nhỏ này, đấy, các bác luồn lách rất là ok. Và ngoài ra đây nó có một cái cây zip này, để các bác kẹp đằng sau, các bác dùng các bác kẹp zip nhá, đấy, kẹp zip các thứ ok. Một cái cây nạo thường, nạo kiểu dạng nạo thường, nạo tay ngang này, đấy, cây này cây nạo tay đứng này, thì sẽ có là chế độ nạo thường và chế độ nạo sợi này. Đấy, full combo một cái bộ sản phẩm mà 3 món nha. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ nạo 3 món nhá. Đấy, bộ nạo 3 món, bộ này thì bên em đang gửi bác giá rất là hợp lý, dễ mua, 30k một bộ nhá. Lên mã em sẽ cái bộ nạo 3 món này. Nạo 3 món. 30k. Đấy, 30k một bộ nạo 3 món. Hãy bao gồm là một nạo này, một dưa và một kéo nhá. Đấy. 30k một bộ nạo 3 món nhá. Cái sản phẩm này thì nhiều bác hỏi nó bằng chất liệu gì thì em bảo luôn là chất liệu bằng inox Blanh Tư nhá. Thì các bác về xài nó rất là bền, không lo gì sét mà sắc cũng rất là lâu luôn. Đó, chất liệu toàn bộ bằng inox 304 luôn. Để dùng rất ok. Đó, về nạo sắc bén lắm, nạo ngọt lắm, nạo hoa quả thứ là nạo rất ok luôn. 60k một bộ nhá. Bộ nạo 3 món. Đó là cái này là cái lọ keo dán giày này. Đấy, lọ keo dán giày nhá. Về các bác chuyên dùng để dán giày, dán dép dùng rất hợp lý luôn. Đây. Đấy, về các bác chỉ việc là mở nắp này, đấy, sau đó là những cái chỗ nào vết nứt giày dép rồi các bác nhỏ trực tiếp nó vào nhá. Đấy, nó là dạng keo này, đấy, các bác nhỏ trực tiếp nó vào, sau đó là các bác xài thôi, rất hợp lý luôn. Một cái lọ keo dán giày này bên em đang gửi bác giá sẽ là 20k một lọ nhá, 20k một lọ. Còn các bác lấy 3 lọ thì bên em sẽ tính với bác giá sẽ là đi 50k, giá rất bình dân hạt rẻ luôn. 20k một lọ, còn các bác lấy 3 lọ thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là keo dán giày nhá. 20k một lọ, lấy 3 lọ là 50.000. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, dán giày dép rất là ok nhá. Dán cả giày, dán cả dép luôn. Đấy, mũi giày dép rách dép nhá. Về các bác chỉ việc giỏ vào sau đó các bác dính vào nhá, rất ok. Đấy, dính giày dính dép ngon lành luôn. Đó, rất tiện dụng, đỡ phải phí phạn bỏ đi. Và các bác đôi khi là giày nó hơi hỏng một chút, hơi rách một chút, các bác bỏ rất là phí. Đấy, mua về mình vẫn tận dụng, đi được không nhá. Đấy, về dính vào cái là đi luôn, ok luôn. 20k một típ nhá, 20k một típ keo dán giày này. Các bác lấy 3 típ thì giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho 3 típ keo dán giày. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bài vàng bạc này. Đấy, bộ bài vàng bạc thì tại vì em đang có hai mã là bộ màu bạc và một mã là bộ màu vàng. Đấy, thì các bác lấy bộ nào được báo cho em nhá. Hai bộ này giống nhau gì hết luôn. Đấy, chất liệu nó toàn bộ mica này, các bác xài rất là bền. Đây, nó dạng nhựa mica nhá, nên là xài rất là bền luôn. Đó, đây này. Đấy, thấy không, nhựa mica các bác xài bộ này thì chắc là không biết đến bao giờ phải hỏng luôn. Đấy, toàn bộ nhựa mica. Đấy, cái này mạ vàng sáng bóng luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quân số nhìn to rõ ràng, ok nhá. Bộ này bộ bài về các bác chơi và các bác xem phong thủy. Đấy, cái này em bán cho nhiều bác hay xem phong thủy, các bác cũng hay mua bộ này đó. À, giá thì hôm nay em cũng xả kho bộ luôn, bữa trước đang bán bác giá là đi 60.000, về bác mức giá rất dễ mua luôn. 40k một bộ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng. Đấy, bộ bài vàng đang gửi bác mã giá một cái bộ bài vàng bạc này, giá sẽ là đi 40k một bộ nhá. Bữa trước đang bán là 60.000 đấy, mà em xả kho còn ít nữa, bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bài vàng bạc 60k, giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có 40.000 bộ thôi. 40k bộ nhá, giá rất dễ mua. 40k bộ này, đấy, sẽ có hai màu là màu vàng màu bạc, lấy màu nào có báo cho em nhá. Đấy, màu vàng màu bạc bằng giá luôn là 40.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn tủ. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái đèn tủ nhá. Cái này thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái đèn tủ này với giá sẽ là 40k một cái nhá. Đấy, đèn tủ về các bác lắp vào trong tủ quần áo và các bác cứ lắp ở cầu thang, đường đi lối lại và gầm giường rất là hay. Đấy, cái đèn này thì khi mà có cảm biến qua là tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, thì trong bộ sản phẩm là bao gồm là một đèn này, một đèn, rồi là có cái một cả cái miếng dán để các bác dán lên tường, lên những cái chỗ nào vị trí nào các bác lắp đặt thì các bác dùng miếng dán, các bác dán đỡ phải khoan ốc vít các thứ ra. Hoặc thì không, nếu mà có đinh sẵn rồi thì mình có thể là đeo vào cái lỗ đinh ở đây, nó có cái lỗ đinh như này. Đấy, vào một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái hay của sản phẩm này thì nó đã có pin sẵn ở trong như này rồi thì các bác về chỉ việc dùng thôi. Đấy, thì ở đây nó có cái con mắt cảm biến này, khi mà có chuyển động vật thể qua thì tự động đèn nó sẽ sáng lên nhá. Cái ánh sáng nó vừa đủ thôi các bạn. Đấy, ánh sáng nó vừa đủ để các bác tiện việc mình có đi lại ở cầu thang, hoặc là ví dụ mình để trong gầm giường thứ, đôi khi ví dụ mình có đang ngủ đêm mình dậy mình đi có việc các thứ này, tự động nó sẽ sáng lên rất tiện dụng luôn. Hoặc các bác để trong tủ quần áo, đấy, mình mở tủ quần áo là cái là tự động nó sẽ sáng lên nhá.
Thì lúc nào mà hết pin thì các bác lại có thể tháo ra các bác sạc. Đấy, thì ở đây nó có dây cáp sạc này. Và đây là cái dây cáp sạc đấy. Cái nguồn sử dụng của nó sẽ là cái nguồn điện là 5V nhá. Về các bác có cái cục sạc điện thoại, các bác cắm vô là các bác có thể sạc cho cái đèn này rồi. Đấy, khi nào mà sạc đầy thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Đấy, nói chung là con này sạc một lần thì dùng rất là lâu. Giá thì bình dân chỉ có 40.000 thôi. Về các bác sử dụng lắp vào tủ quần áo, lắp vào đường đi lối lại, cầu thang các thứ này. Đấy. Rất tiện dụng, đỡ tốn tiền điện, mà thứ hai là nó rất là tiện, nhỏ gọn, dễ sử dụng nhá. 40k một cái nhá. Lên mã giúp em xem cái đèn tủ nhá, đèn tủ đang ở bác giá là 40k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ các bác lắp đặt lên này, đấy, bóc cái miếng dính nha, các bác dính lên. Đấy, khi nào mà có người đến cái tự động là nó sẽ sáng lên nhá, còn không thì sẽ tắt đi. Đấy, không cần vì dây dợ này lằng nhằng. Đấy, mỗi lần hết pin thì các bác lôi ra các bác sạc vào là các bác xài thôi đây. Đấy. Mình có một món đồ cực kỳ cần thiết trong cái tủ quần áo của bạn, theo mình được hộp nhé. Thì đây chính là một cái đèn cảm ứng. Mọi người có thể đặt nó ở trong cái tủ quần áo hoặc là một cái tủ ngăn kéo ở trong phòng mình nha. Cái đèn này khi hết pin thì mọi người vẫn có thể sạc. Lắp ráp thì cực kỳ đơn giản luôn. Thì bây giờ mình sẽ lắp nó ở cái tủ quần áo của mình nha. Cái đèn này thì buổi tối thì nó mới phát huy tác dụng cho mọi người. Theo như mình thấy thì cái đèn này nó khá là sáng, nó có thể soi sáng được một cái tủ cho mọi người luôn. Đó. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, nó có thể là cảm biến. Nó có thể cảm biến các thứ nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đó, dính vào cái là ok. Nó có thể sáng cảm biến lúc nào cần đến lúc sáng, lúc không thì nó sẽ tự động tắt đi nhá. 40k một cái nhá, 40k một cái, rất tiện dụng, dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã nha, cho cái đèn tủ 40k một cái nha. 40k. Đây, quên chưa ghi giá này các bác này. 40k nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã pin 18650 này về các bác sử dụng này. Đấy, thiết bị máy móc có thứ bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này. Đấy, dòng pin 18650 nhá. Dòng này thì hàng của hãng luôn nhá. Ultiflash này. Đấy, dung lượng pin sẽ là 6800 mAh. Đấy, cái công suất pin sẽ là 3.7V một viên nha. Đó, đầu âm đầu dương ok luôn. Về các bác lắp đặt vào những cái thiết bị nó sử dụng cái pin này rất là nhiều. Cái pin này thì nó là dòng pin khô. Đấy, pin sạc tích điện nhá, khi mà hết pin thì các bác lại có thể là cắm vào các bác sạc. Đấy, sạc đầy pin thì mình lại mang ra mình dùng. Đấy, dùng đầy thì mình lại dùng hết rồi thì mình lại mang vào mình sạc. Đấy, nó có thể tái sử dụng được nhiều lần nhá. Và cái dòng này thì cái pin nó rất là trâu và cái thời gian tích điện nó rất là lâu. Nói chung là sử dụng rất là hay luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái pin 18650. Bên em đang bán lẻ một viên nha, là 20k một viên nhá. 20k một viên pin 18650 nha, 20k một viên thôi. Giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay. Đó, pin 18650 nhá. 20k một viên nha. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái cây cà lê 8 đầu này, lên mã cho cái cây cà lê 8 đầu nhá. Cây này thì giá rất bình dân, sẽ là 90.000 một cây nhá, 90k. Một cây cà lê 8 đầu này, 90k một cây, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì một cái cây cà lê này nó sẽ gồm có là 8 đầu, có nhá, 8 đầu khác nhau. Đó, 8 đầu cà lê khác nhau. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu đầu nhỏ nhất của nó sẽ là đầu 8 nhá. Đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 8 và đầu lớn nhất của nó sẽ là vào đầu 19 nha, 19. Đấy, bên này là 19 này, 17 này, 16 này, 14 này. Đấy, và bên này thì sẽ có là 8 này, 10 này, 11 này và 13 này. Đấy, những cái đầu phổ thông nhất, những cái đầu phổ thông nhất hiện nay. Đấy, thì con này các bác có thể là xoáy đa năng các loại ốc luôn, từ 8 cho đến 19 nhá. Từ 8 đến 19 thì nó sẽ có hai đầu. Đấy, các bác xoáy các loại ốc đa năng. Đấy, dùng cho anh em thợ thuyền, các bác sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Một cái cây cà lê 8 đầu đa năng. Đấy, mỗi bên là 4 đầu nhá. 90k một cây thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Toàn bộ thì nó là dòng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn luôn. Lên mã cho em sẽ cái cây cà lê 8 đầu đang gửi bác là 90k một cây nhá, 90k một cây. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, bán rất là nhiều các rồi. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cà lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cà lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ, vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy. 8 trong nói chung là 8 trong 1 luôn, 8 trong 1 đầu như chiếc cờ lê này. Lên mã em sẽ cái cây cà lê 8 đầu, 90k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây đèn móc khóa rất nhỏ gọn nha. Giá định rất nhỏ luôn, giá chỉ có 40k một cây thôi. Cực kỳ sáng luôn, siêu sáng nhá. Đấy, và cái này thì nó có thể sạc tích điện được này. Mới nguyên hộp này đi kèm thì sẽ gồm có là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, và đây là cái con đèn chính này, nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ bằng
hai ngón tay em này rất nhỏ gọn luôn, các bác rất tiện dụng mang đi chỗ nọ chỗ kia. Đấy, cái con này rất hay, nó có cả cái nam châm hít này, đấy có cả nam châm hít luôn nhá. Đấy, các bác để những cái chỗ mà sát xíu các thứ là ok. Đây, em hít cho bác coi. Đấy, nó có nam châm này, nó hít rất ok. Cái này nó không phẳng nên hít nó không chặt mấy. Đó đây, đấy các bác có thể là hít nam châm này, rồi là móc đeo chìa khóa này, khui bật bia này. Đấy, đây là cái phần móc đeo chìa khóa này. Đó, đằng bên hông này thì sẽ có là cái nút bấm bật đèn này, một cái bên hông bên này thì là cái phần để các bác cắm sạc nhá. Đấy, khi mà hết pin thì các bác lại lấy cái dây cáp này các bác cắm vô đây. Và cái đầu còn lại thì các bác cắm trực tiếp vào cái củ sạc nhà mình hoặc là cái cục sạc điện thoại ấy, nguồn 5V ấy là các bác có thể sạc cho cái đèn này ok rồi. Đó, đèn này siêu sáng luôn, rất nhiều chế độ sáng nhá. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. Có cả nháy cảnh báo SOS này. Đèn siêu sáng luôn, nhìn các bác nhìn chói mắt luôn nhá. Bình thường các bác nhìn ở ngoài chói mắt luôn đấy. Đây em đang quay trong video đó, các bác nhìn ngoài chói mắt luôn, nó sáng kinh khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó rất nhiều những cái mắt led này. Đấy, mắt led này là rất là sáng luôn, sáng siêu sáng luôn nhá, sáng cực kỳ luôn, sáng lắm. Một nhỏ gọn này rất là sáng. Đấy, về các bác mang đi chơi đi du lịch này, rồi anh em thợ thuyền sửa chữa này, rất nhỏ gọn là mình bỏ túi, đôi khi mình cần những con ánh sáng để mình sửa chữa đồ đạc cũng rất hay luôn. Ngoài trời tiện cho việc di chuyển mang đi mang lại rất ok. 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cây đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà siêu sáng luôn. Đèn móc khóa này, đèn móc khóá bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k một chiếc đèn móc khóa nhá, 40k một cây. Đấy, 40k một chiếc, rất nhỏ gọn và rất là sáng luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cò ga trắng này. Đấy, có phần đánh lửa tự động nhá, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đó. Hàng này thì bên em sẽ hàng lõi đồng nên là về các bác xài rất là bền. Đấy, về các bác dùng để lắp vào bình ga mini các bác xài, mình cò đồ các thứ là đánh lửa, mồi ga, mồi củi rất tiện dụng luôn. Mà giá nó rất bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây khò ga trắng nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây khò ga trắng này, chỉ có 40k một cây thôi, 40.000 một cái cây khò ga trắng này, có đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về các bác lắp bình ga mini thì mình là chỉ việc xài thôi. Đấy, không cần phải mồi miếc gì, lõi đồng nên là dùng rất là bền luôn. 40k một cây nhá, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. 40k một cây khò ga trắng nhá. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây khò ga trắng. Đấy, đánh lửa bật cứ kêu tách tách luôn, khò ga thì êm du luôn, ngon lành. Đấy, chắc chắn về các bác sử dụng xài ok. 40k một cây. Dòng bóng đôi bên em tiếp tục hàng về này, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bóng đôi nhá. Đấy, một cái bộ bóng này thì sẽ có hai quả. Đấy, một quả công suất sẽ là 20W này và một quả công suất sẽ là 30W này. Đó thì bên em bán được combo là cả hai quả như này luôn, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đôi. Đấy, bộ bóng đôi báo giá bác luôn, đang gửi bác giá cực kỳ tốt luôn, 50k một đôi nhá. 50k một cái bộ bóng đôi nha. Đấy, bao gồm là hai quả, một quả 20W và một quả là 30W nhá. Con này nó sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy. Sử dụng điện sẽ là điện 220. Đấy, bóng đèn led với độ sáng cao, tiết kiệm điện nhá. Cái này thì sử dụng dòng chip led siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá, nên là các bác yên tâm. Dùng rất là hợp lý. Đấy, các bác dùng gia đình bộ này cho em rất là hợp lý. Đấy, bóng to thì ví dụ như những cái chỗ nào không gian rộng có thứ rồi thì các bác lắp cho em quả to này vào. Đấy, còn những cái quả nhỏ các bác lắp những cái chỗ không gian nó hẹp hơn một chút. Đấy, nói chung nó khá là sáng nhá. Cái này anh em cũng đang xài mấy đôi. Đấy, em thấy ánh sáng khá là ok. Đấy. 30 và 20 nhá. Một bộ này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bóng đôi nhá. 50k một cái quả bộ bóng đôi nha. Đấy, 50k một bộ nhá, hai quả. 50k một bộ hai quả bóng đôi. Một quả 30W và một quả là 20W. Sử dụng đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy phổ thông. Sử dụng điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng rất là hay, đó là cái bộ kéo cắt cành trên cao. Bộ này thì sẽ bao gồm là một đầu kéo để các bác cắt cành trên cao và một cái bộ cưa nhá, một cái đầu cưa rất tiện dụng luôn. Đấy, cái này về các bác chuyên dùng để các bác sử dụng, các bác cắt rồi là các bác cưa những cành ở trên cao nhá. Đấy, bộ sản phẩm đầy đủ dây dọ thứ như này đó, về các bác lắp đặt và các bác xài thôi. Đấy, bên em bán là, em nói luôn là nhiều bác hỏi là không có kèm cán, em nói luôn là bộ này không có cán lắm nhá. Đấy, về thì các bác tự kiếm cán các bác tra vào. Đấy thì ví dụ về các bác kiếm một cái thân cán nào đó các bác về các bác tra vào. Đấy thì về lưỡi cưa rồi các bác lắp vào đây. Đấy, lưỡi cưa các bác lắp đây, nó có ốc vít sẵn rồi, về các bác tháo là lắp vào đây. Đấy là đây, quay cái lưỡi cưa ra. Đấy, và đây là cái lưỡi cưa. Đấy, ví dụ những cái cành là to là các bác dùng cái lưỡi cưa này, lưỡi cưa thép SK5 cực kỳ sắc bén nhá, rất là ngọt luôn. Và một cái phần này là cái phần lưỡi kéo này. Đấy, phần lưỡi kéo này về các bác đu cái dây vào đây. Đấy, đu cái dây vào đây. Đây ở đây có cái hệ thống dòng dọc các bác kéo này. Đấy, mỗi lần các bác kéo
thì nó sẽ nghiến đứt cái cành trên cao bác nhá. Đấy, nghiến đứt cái cành trên cao bác rất tiện. Đây này, đấy thì các bác kéo này, kéo này, đấy các bác đu cái dây vào đây này, các bác kéo nó xuống này, đấy, để các bác cắt nhá. Ở đây nó có cái lò xo này, thì khi mà cắt xong thì nó sẽ đàn hồi trở lại nhá, rất hay luôn. Đấy, đấy là về cái phần mục kéo, còn đây là cái phần mục cưa. Đấy, full combo một cái bộ này bao gồm là cả kéo cả cưa. Đấy, thì về các bác kiếm cho một cái khúc que xào các bác chọc vào đây, sau đó là các bác có thể là mình cắt những cái cành ở trên cao rất là hay luôn. Đấy. Một cái bộ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 130.000 bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ cưa kéo cắt cành trên cao. Đấy. Kéo cắt cành trên cao nhá, cứ lên mã giúp em sẽ là kéo cắt cành trên cao này, kéo cắt cành trên cao. Đấy, cả cưa cả kéo cắt cành trên cao nhá. Giá thì sẽ gửi bác là 130.000 bộ thôi, 130k một bộ này. Giá rất bình dân hạt rẻ, bao gồm là cả dây, cả lưỡi cưa, cả lưỡi kéo, một bộ này luôn là 130k một bộ. Đấy là một bộ trên hình các bác đang coi nhá. Đấy là 130k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Con này được cắt rất là hay, rất là tiện mà nó cắt rất là ngọt luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây. Xin chào bà con cô bác. Để phục vụ bà con nông dân thuận tiện trong quá trình chăm sóc vườn, em xin giới thiệu các bác sản phẩm kéo cắt cành trên đấy, cao. Về các bác kiếm cái khúc gỗ, khúc cây các bác luồn đây. Cao cành muốn thì các bác chọn lựa rồi siết chặt vít vào, lưỡi kéo bén nên cắt rất nhanh. Đó, còn đây ông cắt rất ngọt nhá. Đó. Cây là to quá thì mình cưa. Xin chào bà con, cô bác. Các bác cùng xem lại một lần nữa này. Đấy, đi về các bác luồn dây rồi nhá. Đấy, sau đó các bác kiếm một cái que xào, các bác chọc vào cái lỗ này, siết cái ốc vào. Đó, lắp lưỡi cưa thứ đầy đủ ngon lành vào. Đấy, lắp dây vào và các bác chỉ việc đứng dưới các bác kéo thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, những cái cành nhỏ này thì các bác cắt này. Những cái cành to thì mình dùng cưa, mình cưa rất ngọt ngào luôn, ok luôn. Đấy. 130k một bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là tiện. Đấy. Cho các bác dùng cắt những cái cành trên cao mình đỡ phải leo trèo nguy hiểm. Đó. Mình chỉ việc đứng dưới dùng cái này mình cho lên sau đó mình cắt thôi. 130k một bộ nhá. Rồi các bác hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kéo cửa tự động này. Lên mã cho em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa rất hay luôn. Về các bác lắp vào cái cửa nhà mình. Rất là tiện dụng. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác hay có phải hay đóng kéo vào rất là mất công. Đấy, nhưng khi mà các bác lắp bộ này vào là tự động là nó sẽ đóng cửa vào cho bác luôn, rất tiện dụng. Đây thì cái nguyên lý động thì về các bác kết nối cái bộ này cùng với lại vào cái bản lề này. Đấy, còn phần lại các bác quặc cái cửa này, khi mà các bác đẩy cái cửa ra, đấy quặc đây, khi mà các bác đẩy cái cửa ra thì nó sẽ kéo dây ra, còn khi mà các bác để không thì tự động là nó sẽ thụt cái dây này vào. Đấy, đây này, đấy cái dây này là nguyên lý động, nó kiểu dạng dây cót này, nó sẽ tự động nó thu cái dây này vào nhá. Đó, tự động nó thu dây vào và cái lực thu nó rất là mạnh luôn, nên là cửa to cửa nhỏ là các bác có thể chơi được hết luôn nhá. Đấy, đi kèm nó cả một cái miếng nhựa nữa. Đấy, để các bác xài nhá. Nó đi em báo giá luôn, lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa nhá. Đấy, bộ kéo cửa một bộ này thì bên em đang gửi bác giá chỉ có là đi 50k bộ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo cửa. Đấy, bộ kéo cửa này, bộ kéo cửa tự động này, kéo cửa nhá, bộ kéo cửa tự động, giá của nó sẽ là 50k một bộ nhá. 50k một bộ kéo cửa này. Đấy, nó nguyên lý động của nó là như thế. Đây các bác cùng xem công dụng thực tế về sản phẩm các bác cùng con ở đây. Đấy, đó thì về các bác lắp đặt vào này, một phần này các bác cái cục thì các bác dán vào hộc cửa này, còn cái phần còn lại các bác dính vào. Đấy, khi mà các bác đẩy cửa này, đó tự động là nó sẽ kéo nó đóng vào luôn, các bác không cần phải đóng nhá. Đấy, tự động nó kéo nó đóng vào luôn nhá. Nhà hay có trẻ con hoặc là ví dụ như hay có động vật các thứ ra, nó nhiều khi các bác quên đóng cửa rất là nguy hiểm, thì các bác mua cái bộ này về. Đấy, là khi mà mình đi ra cái là tự động nó sẽ kéo nó đóng chặt vào luôn. Đấy, cho cái này dùng cho được cho cả cửa đẩy hoặc là cửa lùa đều được nhá. Đấy, cửa đẩy hoặc cửa lùa đều được hết luôn. Đấy, các bác cùng xem kỹ lại một lần nữa này. Đó, quặc vào, đẩy vào cái này, đẩy ra này, đấy tự động nó sẽ kéo vào này. Đó, đẩy ra cái này, đó tự động nó sẽ thu vào, rất hay luôn, sử dụng rất là thực tế nhá. Đây, đó. Đấy. Cửa luôn được đóng kít, muỗi khó bay vào, gió điều hòa khó thoát ra, bảo vệ con nhỏ hay động vật bò ra ngoài khỏi tầm mắt. Lắp đặt đơn giản, không khoan đục. Đấy. Nói chung là cái con này lắp đặt đơn giản là không cần phải khoan đục gì ở đây, vì đây nó có cả những cái miếng băng dính sẵn rồi này. Về các bác chỉ việc bóc ra, các bác dính vào là xong. Đó, đi chỉ việc kéo ra. Đấy, kéo ra còn tự động nó sẽ thu vào nha. Đấy, tự động nó sẽ thu vào này. Đó, nó thu vào. Đó, đấy, rất hay luôn nhá. Đó, 50k một bộ kéo cửa tự động nhá. 50k một bộ. Bộ bài vàng này, đấy, bộ bài vàng nhá, bộ bài vàng rất là ok. Đấy, bộ này bên em bán khá là nhiều này, giá cũng rất hạt rẻ bình dân luôn. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bài vàng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Cái này thì rất là hay, nói chung là gia đình nào nên cũng nên có một cái bình nha.
về rất là tiện luôn các bác, về châm dầu châm nước đây. Hoặc anh em thợ thuyền ấy mà các bác làm xưởng máy may thứ các bác cho dầu cho nước đây, các bác thi thoảng mình phun vào những cái chi tiết máy thứ ra bôi trơn các thứ ra. Cái con này rất hay là cái phần ống các bác có thể bẻ cong đi. Đấy, những cái chỗ vị trí góc khuất các bác vẫn có thể là các bác xịt được. Đấy, rồi là tay bóp rất nhẹ nhàng ok luôn. À, thân mình thì toàn bộ bằng kim loại nhá. Đấy, các bác xoáy ra châm dầu châm nước đây, sau đó các bác lại cho vào đây, nó có cả cái phần lọc dầu cặn các thứ này. Đấy, rất hợp lý luôn. À, báo giá bác luôn nhé, bên em đang gửi bác một cái bình xịt dầu nhớt này với cái giá sẽ là 40k, lên mã giúp em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này, xịt dầu nhớt đang gửi bác là 40k một cái nhá, 40k một cái bình xịt dầu nhớt này, có thể bẻ cong uốn cong phần đầu vòi rất ok, 40k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái phích cắm chân dẹt này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái chiếc phích cắm chân dẹt này với giá là đi 10k một cái nhá, 10k thôi, chỉ có 10.000 một cái phích cắm chân dẹt. Phích này đang xả kho giảm giá nhá. Chân của nó toàn bộ chân đồng. Đấy, bác nào mà hay dùng những cái ổ điện Nhật các thứ ra, các bác mua con phích dẹt này về cắm là đúng bài luôn. Vì toàn bộ là phích ổ điện Nhật, người ta hầu như toàn chơi là chân dẹt nên rất là khó. Đấy, các bác mua cái phích này về các bác cắm này. Đấy, cắm ổ điện Nhật là hợp lý luôn. 10k một cái nhá. Về các bác chỉ việc mở nắp đấu dây là các bác xài thôi. Đấy, dòng này thì chống va đập, chống cháy nhá, chống vỡ rất là hợp lý luôn. 10k một cái phích cắm chân dẹt nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt 10k. Chân của nó sẽ là chân đồng nhá. 10k một cái. Theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ kim chỉ. Đấy, bộ này dùng cho gia đình thì hợp lý này. Đấy, về cho bác hay các bác bà xã nhà mình mua về. Đấy, may khâu vá rất tiện dụng luôn. Một cái bộ kim chỉ nhá, đầy đủ là sẽ bao gồm là kim chỉ này. Đấy, bao gồm là những cái phụ kiện là thước này, rồi là kéo bấm này. Đấy, rồi đây những cái này hồi xưa hay có này, các bà khâu vá xưa hay có. Rồi bên dưới này, bên dưới này thì sẽ gồm có là đi kim và chỉ nhá. Đấy, kim và chỉ đây. Đây là kim này. Đấy, một cái lốc kim luôn nhá. Rất nhiều kim. Đó, rồi là có chỉ đầy đủ luôn này. Chỉ đây. Đó, đây chỉ đây. Chỉ, cái chỉ này thì rất là nhiều màu khác nhau nhá. Đấy, cái cuộn chỉ này rất nhiều màu khác nhau để phù hợp hầu như là tất cả các loại chất liệu quần áo, màu sắc quần áo khác nhau nhá. Đấy, thì nó sẽ đựng trong một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh này. Giá thì bình dân thôi. 30k một cái hộp này thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ. Đấy, hộp hộp kim chỉ nhá, bao gồm là có đầy đủ cả kim cả chỉ và một chiếc hộp sẵn nhà rồi. Đấy, rất là xinh, nhỏ nhỏ xinh nha. 30k một hộp nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp kim chỉ đây. Hộp kim chỉ về các bác may khâu vá nhá. 30k. Đấy, 30k một hộp kim chỉ nhá. 30k một hộp. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Cái này thì lâu lâu không quay bác này. Đấy, thì hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Bộ bóng đèn đuôi tím, một bộ này bao gồm là cả bóng, cả đuôi, cả dây, rất tiện dụng luôn. Đấy. Dòng bóng LED siêu sáng nhá, rất tiết kiệm điện luôn. Thì đây có nhá, một bộ này nó là nguyên mới nguyên vỉ này. Đấy, mới nguyên vỉ như này. Là nó sẽ bao gồm là một bóng này. Đấy, một bóng nhá, một bóng LED siêu sáng công suất 20W nhá. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy này và một chiếc đuôi này. Đuôi là cũng là đuôi xoáy, thì cái này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể là ví dụ như là bóng này nó hỏng mình có thể thay bóng khác, hoặc ví dụ như là bóng này mà không thích thì mình có thể về mình thay bóng khác còn được. Đấy, và cái đuôi này rất là hay là nó có tích hợp cả công tắc ở đây này. Đấy, lúc nào mà các bác dùng là các bác bật lên, không dùng là mình có thể tắt đi. Đấy, nó có sẵn cái công tắc ở đây và một cái sợi dây. Cái dây khá là dài đấy, dây này trọng được khoảng tầm 3m các bạn. Khá dài đấy các bạn. Đấy, khá dài và nó có cả phích cắm đầy đủ hết luôn. Đấy, về cái bộ này thì nói chung về các bác mua về là chỉ việc là mình phệt vào là các bác dùng luôn thôi, không cần phải đấu nối hay là dây dợ gì hay các thứ gì lằng nhằng. Về chỉ việc là cắm vào điện vào là các bác xài luôn, không cần phải đấu nối lằng nhằng. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà những trong cái công việc kỹ thuật đấu nối thứ giờ hơi kém, đấy mình không làm được, thì các bác mua cái bộ này về rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bóng đuôi tím đi. Đấy, bóng đuôi tím. Cái này từ xưa này em cứ hay lên mã là bóng đuôi tím này. Cái bộ bóng đuôi tím này thì giá bình dân thôi, 60k nhá, 60.000 bộ thôi. Đấy, bao gồm là cả bóng, cả dây, cả đuôi, mà đuôi này còn có cả công tắc luôn nhá. Bóng là bóng 20W, bình thường này là các bác ra đây em phân tích luôn này. Đấy, ví dụ một cái bóng 20W này các bác mua ít nó rơi khoảng tầm là đi 40.000 một quả này. Đấy, một cái đuôi nữa mà cái đuôi này có cả công tắc luôn thì ít phải vào 20.000 là 60.000 rồi. Với một cái đoạn dây mà nó còn có kèm cả phích nữa thì ít về giờ 50.000 nữa, chỗ dây nữa. Đấy, là rơi vào khoảng tầm hơn 100 này. Đây, bên em bán cả một bộ này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Giá rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi mà dùng tiện lắm. Về chỉ việc là các bác cắm là xài, không cần phải đấu nối hay là mua thêm gì cả.
lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, bao gồm là cả bóng cả đuôi cả dây nha, là một bộ này là 60k nhá. Đấy, 60k một bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ ống hút dung dịch này. Đấy, bộ này thì bán khá là nhiều mà dùng rất là hay. Các bác mua về dùng để hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước này, rất tiện dụng luôn. Đây, một bộ nó sẽ một cái tay bóp này để đi về các bác luôn vào nhá. Ở đây thì cái dây này về thường thường là bên em gửi nó sẽ hay bị gập một chút, thì về các bác bóp nó ra là nó sẽ ra thôi. Đấy, sau đó các bác cắm nó vào. Đấy. Ở đây nó có cái mũi tên này, các bác nhìn này. Ở đây nó có cái mũi tên. Mũi tên nó chỉ về hướng nào thì cái hướng đấy là nước nó ra nhá. Đấy, ví dụ như hướng này nó chỉ này thì hướng này nước ra, còn hướng này là nước vào này. Đấy, các bác cứ lắp đúng vào cho em. Đấy, nghĩa là các bác muốn đầu nào vào thì các bác lắp dây nó vào. Đấy, lắp dây nó vào nhá. Các bác lựa nó vào này. Đó, lựa nó vào. Sau đó là cái phần này các bác cắm vào cái chỗ các bác cần hút này, và các bác bóp cho em. Bóp vài bóp cái là nó sẽ mồi nước và cứ thế nó ra thôi. Các bác không cần phải cho mồm mà hút các thứ như xưa. Đấy, cứ hay cho mồm mà hút rồi dùng mẹo nữa. Rất là khó khăn mua cái bộ này về, rất tiện dụng luôn. Đấy, nó chỉ có 30.000 một bộ đấy nhá. Đấy, bao gồm là cả dây cả cái tay bóp này nữa, là một bộ này là 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ống hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước nhá. Đó. 30k một bộ nha, 30k này, 30k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ hút dung dịch. Đó, hút dung dịch, hút xăng, hút dầu, hút rượu, hút nước. Đó, về các bác hút những cái dạng dung dịch chất lỏng là ok. Đấy, rất tiện dụng luôn. 30k một bộ này nhá, 30k một bộ nha. Đó, đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Xem thực tế video về sản phẩm nó về nó dùng rất là tiện luôn đây. Các bác cùng xem này. Đấy, về các bác thấy không? Đây chị này chị đang hút rượu, hút nước từ trên xuống này. Đó, các bác chỉ việc bóp cho em một chút đó, thấy không? Nó rất là nhanh luôn. Đấy, bóp rất là nhanh, hút rất là tiện luôn. Đó. Bóp vài cái là hút ra được ngay nhá. Đấy, không cần phải hút nọ hút kia là dùng mẹo miết, hồi xưa cứ hay dùng mẹo dùng mồm hút. Đấy, đôi khi rất là sợ. Đó, đây các bác hút này, rất tiện dụng luôn nhá. Chỉ có 30.000 bộ thôi, về dùng lâu dài, dùng gia đình nhà mình, gia đình nào cũng nên có một bộ này, dùng tiện, đôi khi mình cần cái mình có mình dùng luôn. 30k một bộ nhá, dùng siêu bền luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ sáp thơm. Đấy, bác nào mà muốn thơm phòng, thơm nhà, bác mua cho cái lọ về. Đấy, con này thì tinh chất từ nước hoa, đấy, từ rất nhiều các loại hoa thiên nhiên. Đấy, tinh chất người ta làm thành một cái tinh chất dạng lọ sáp nha. Đấy, thì về các bác chỉ việc bóc ra, sau đó các bác mở nắp ra. Đấy, bóc cho em cái lớp siêu bên trong ra, đậy cái nắp này vào là các bác xài thôi. Cái này là dạng sáp nên là dùng rất là lâu. Đấy, dùng rất lâu, nó không như kiểu dạng nước hồi xưa ấy. Cái này nó là dạng sáp khô. Đấy, như kiểu là nến ấy, như kiểu con nến sáp bây giờ. Đấy, nó dạng sáp như thế nên là dùng rất là lâu nhá, mà rất là mùi, rất là thơm, thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác muốn thơm phòng, thơm nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm, rồi là phòng ngủ, phòng khách, những chỗ nào các bác cần thơm, các bác mua cái loại về, các bác bóc ra, các bác để vào một góc ấy, là nó cứ tự động là cái mùi thơm nó bay ra thôi, rất là thơm luôn, thoang thoảng nhẹ nhàng, rất là ok. Lên mã như em sẽ cái lọ sáp thơm. Đấy, lọ sáp thơm bên em đang bán cho bác là 20k một hũ nha, 20k một cái hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ, dùng rất ok. Đấy, lọ hũ sáp thơm nhá, 20k một hũ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái cây kéo bếp vàng. Lên mã em sẽ cái cây kéo bếp vàng. Đó, cây này thì cực kỳ là ok, bên em bán rất nhiều luôn. Đấy, dòng của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, chất thép SK5 nha, không dỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Cái cây này thì em đang xài rồi. Giá nó rất là rẻ và bình dân. Nó chỉ có là đi 30.000 một cây thôi. Đợt này bên em đang xả kho là chỉ có 30k một cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, 30.000 một cây, giá rất hạt rẻ bình dân. Đó, lên mã em sẽ là cái cây kéo bếp vàng. Cây này về các bác dùng nhà bếp này. Đấy, xài cắt rau củ quả, cắt thức ăn. Đấy, cắt sử dụng nhà bếp rồi là đa năng luôn. Đấy, sử dụng gia đình nhà mình là hợp lý. Lên mã em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nha. Đấy, cây kéo bếp vàng, bên em đang bán một cái cây kéo bếp vàng nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k một cây kéo bếp vàng nhá. 30.000 một cây. Hàng của thương hiệu Asaka. Đấy, Japan, Asaka Japan, hàng bãi. Đấy, hàng nội địa Nhật cực kỳ xịn luôn nhá. Kéo bếp vàng 30k một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã sẽ là cái bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan. Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình xịt dầu, xịt nhớt là anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ giờ, các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp
cứ bóp thì sẽ ra, đấy, không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi, đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu thì nhớt vào rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình phịt dầu phịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. À, 40k một cái nhá, bình xịt dầu nhớt 40k một cái. Mã hàng xả kho luôn, đó là cái dòng phích cắm chân diệt, em còn ít em lên mã xả kho bác luôn, giá cực kỳ tốt ưu đãi nhá. Đấy, em báo giá luôn, em đang xả bác giá chỉ còn có 10.000 một chiếc thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm chân diệt. Đấy, 10k một chiếc nhá, chân của nó sẽ là chân đồng 100% luôn. Đấy, có yên tâm về chất lượng. Cái này thì chuyên về dùng cho các bác hay dùng cắm những cái ổ điện Nhật. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta hay dùng những cái ổ mà chân ấy, chân dẹt rất là dị, nên đôi khi là các bác dùng chân tròn lại không thể cắm được. Đấy, thì các bác mua cho mấy chân này về, đấy, các bác thay vào thì cắm ổ điện Nhật là vô tư ngon lành luôn. Đấy, chân 100 là chân đồng, mà hàng này thì hàng chống va đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Đó, chịu tải cao. 10k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phích cắm chân dẹt nhá, 10k một chiếc. Đấy, số lượng thì không còn nhiều đâu ạ. Đấy, phích rất là đẹp chắc chắn luôn, về tháo ốc bắt dây cho em là xài thôi. 10k một chiếc phích cắm chân giặt nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng dao dọc giấy này, hàng bãi Nhật cũng rất là ok luôn. Cái này về cho anh em thợ thuyền xài này, cắt xén này. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình thì tàu mình có gọt cắt rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, dao thì rất là trơn tru chắc chắn, mà giá thành thì rất là hợp lý, chỉ có 10.000 một cây dao giấy thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là dao dọc giấy nhá. Đấy, dao giấy bên em đang bán lẻ một cây là 10k trên một cây. Đấy, còn nếu mà các bác lấy 5 cây thì giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 5 cây là 40.000. Còn các bác lấy 1 cây, giá lẻ 1 cây thì là 10.000 nhá. Thì các bác cứ báo nha em, lấy bao nhiêu thì cứ báo nha em. Lẻ 1 cây này thì là 10.000 một cây. Còn các bác lấy 5 chiếc một, đấy, combo 5 chiếc dao giấy một thì là 40.000 nhá. Đấy, lấy 5 chiếc thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, dao thì có lưỡi liếc đầy đủ như kèo. Cái này thì về các bác vẫn có thể là thay lưỡi, thế lưỡi khác cho em thoải mái. Còn ở sẵn trong này thì đã có lưỡi sẵn rồi. Lưỡi thì cũng rất là sắc bén nhá. Dao rất trơn tru, nhẹ nhàng, tình cảm luôn. Đó, rất ok. 10k một cái nhá, 10k một cái con dao giấy nhá. Đấy, chắc chắn. Còn các bác lấy 5 cây thì sẽ giá sẽ là 40k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là dao giấy hàng bãi nhá. Rồi, cái mã tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bạt phủ xe lâu quan cho bác cái mã này. Đấy, về các bác dùng để mình phủ xe đạp, xe máy, che nắng che mưa. Đấy, cho xe đạp điện này, xe máy, xe đạp nhà mình. Đấy, rồi là các thứ kiểu luôn. Con này thì chất liệu của nó thì kiểu dạng bằng vải, nó như kiểu dạng vải áo mưa ạ, dạng như kiểu dạng vải áo mưa. Đi về các bác gỡ ra, sau đó là mình phủ thôi. Đấy, chống bụi, chống mưa, chống nắng. Đấy, bảo vệ xe cộ như mình coi nhá. Đấy, hoặc là các bác hay đi ra ngoài mình vứt cốp xe. Đấy, đôi khi dụ mình để ngoài nắng nhiều và ngoài mưa, đấy nên anh hỏng xe các thứ là hỏng sơn này, các bác lấy lên các bác phủ nhá. Con này thì đây kích thước em đã ghi rõ rồi. Đấy, để em quay bác luôn. Kích thước của nó thì chiều dài của nó là vào 1m7 ạ. Chiều dài 1m7. Chiều rộng của nó là 60 và chiều cao là 1m2 nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bạt phủ xe, em báo giá luôn. Thì em đang bán bác là 40k một chiếc bạt phủ xe này. Đấy, 40.000 một chiếc nhá. Dài 1m7, rộng 60 và cao là 1m2. Đó, thì về các bác xem những cái xe, hầu như là bây giờ xe máy là phù hợp hết với những cái loại bạt này. Và đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, đây, sản phẩm thực tế sản phẩm đây nhá. Đấy, thì khi mà phủ lên xe này, đấy thì nó sẽ che kín đi nhá. Đấy, che bảo vệ xe cộ các bác nhá. Đấy, không bị bụi, không bị nước mưa. Đó, che vào xe đạp, xe máy rất ok luôn. Đấy, hình ảnh thực tế đây. Nó rất hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bạt phủ xe. Đó, bên em đang gửi bác là 40k một cái nhá. 40k một cái. Dài 1m7, rộng 60 và cao 1m2. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng một số mã về đồ nhà bếp này. Thì đây lên luôn cho bác, đó là cái lọ xay tiêu nhá. Cái lọ xay tiêu. Cái này thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái lọ xay tiêu này với giá sẽ là đi 50k một lọ nhá. Đấy, lọ xay tiêu. Đấy, về các bác chuyên dùng để các bác cho tiêu đấy, các bác xay rất tiện dụng luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái. Đó, 50k ở đây em sẽ quay ra xem thực tế. Cái này thì bản thân em cũng đang xài thực tế luôn. Dùng rất là hay quá. Dùng rất là hay. Mình cứ cho tiêu đây, các bác ăn đâu mình xay đấy. Đỡ phải xay trước các thứ nó mất công, rồi là mình xay xong mình để lâu nó hay bị mốc, hay bị mất mùi nhá. Đấy, về các bác cứ cho trực tiếp hạt tiêu đây. Sau đó các bác đậy xem cái nắp này vào. Đấy, đậy cái nắp này vào này.
sau đó các bác tháo cho em cái nắp này ra, tháo cái nắp trên này ra. Đấy, một tay các bác cầm ở đây này, một tay các bác cầm đây, cứ thế là các bác quay thôi. Thì ở đây nó có cái lõi xoay này, đấy, thì tiêu nó rơi xuống cái lõi này thì cứ thế là nó quay thôi. Đấy, khi mà dùng xong thì các bác cái lọ này các bác cứ để trực tiếp vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, vừa bảo vệ tiêu là nó không mất mùi này, rồi là nó không bị mốc này. Đấy, rồi là lúc nào mà mình dùng thì mình lấy ra mình xay. Còn khi mà dùng xong rồi thì các bác là bỏ trực tiếp cái lọ này vào trong tủ lạnh cho em. Đấy, dùng được rất là lâu luôn. Cái phần dưới này thì của nó bằng thủy tinh, phần trên này thì inox, nói chung là toàn những cái chất liệu an toàn đến người sử dụng thôi. Đấy, an toàn sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là lọ xay tiêu. Bên em đang gửi bác là 50k một cái lọ nha, 50k một lọ. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ mài dao ba khe. Đó, dụng cụ mài dao ba khe, cái này thì bán cũng rất là nhiều mà giá cũng rất là hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái mài dao ba khe nhá. Đấy, mài dao ba khe, bên em đang gửi bác một cái mài dao ba khe này là 40k một cái này, 40.000 một cái mài dao ba khe này nhá. Rất tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà không biết mài đá rồi là mài đá thứ lâu nó mất công thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, các bác chỉ việc là cho vào các bác liếc chưa. Đấy, cứ cho vào các bác kéo. Đấy, kéo từ số 1 sang đến số 2 và các bác kéo bước cuối cùng là sang đến số 3. Đấy là các bác đã hoàn thành cho em xong là 3 bước mài dao. Đấy, khi mà các bác kéo cho em mỗi đường vài cái là khi mà các bác lôi ra các bác thái rất ngọt luôn. Đấy, mà sắc rất là lâu mà nó mài rất là nhanh, chỉ việc cho vào đây kéo vài đường cái nó sắc rất là nhanh luôn. Đấy, các bác không cần phải mài đá mà liếc lôi ra nó khuân các thứ nó lỉnh kỉnh. Đấy, con này cứ cho đây các bác tuốt xem, tuốt vài đường cái sắc bén, lôi ra cái thái thiếc ngon này luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây mài dao ba khe. Bên em đang gửi bác một cái cây mài dao ba khe này chỉ có 40k thôi, 40k một cây. Nói chung là dùng rất là tiện. Đấy, nhà bếp nhà bếp các thứ nên có một cây nha, dùng rất tiện luôn. Đặc biệt là các bác chị em phụ nữ, đấy các bác mài đá các thứ là rất là khó, đôi khi phải có kỹ thuật thì các bác cũng mua cái này về. Đấy, mài nhanh mài tiện mà nó dễ dàng sử dụng nha, 40k một cái. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ để về các bác xăm thịt này. Đấy, bác nào mà hay ăn những cái món nướng thứ rồi các bác xài con này làm rất hay luôn. Đấy, các bác dùng để xăm thịt nhá, xăm vào những cái miếng thịt để cho gia vị gia viết các thứ nó ngấm sâu vào miếng thịt này. Rồi là ví dụ như là các bác hay có cái món mà bì, cái món bì nướng ấy mà nó muốn nổ nó giòn đấy, thì các bác mua cái này về các bác xăm. Đây các bác nhìn nó có những cái gai rất là nhọn nhá. Tại vì về thì các bác ví dụ như cái miếng thịt nha, đây các bác cứ này các bác châm vào. Đấy, châm vào. Đấy, hoặc là những cái miếng bì các bác châm vào thì nó sẽ tạo những cái lỗ này. Đấy, ví dụ như thịt thì các bác ướp thì nó sẽ ngấm gia vị và sâu. Đấy, đậm đà ăn ngon hơn. Hoặc như là bì thì các bác xăm nhài thì khi mà các bác nướng các bác chiên rán lên nó nổ ra ăn rất là giòn luôn. Đó, ăn rất là giòn rất là tiện nhá. Lên mã luôn cho em sẽ là cái cây xăm thịt. Bên em đang gửi bác một cái cây xăm thịt nha. Với giá là đi 30k một cây nhá. 30k thôi, 30.000 một cái cây xăm thịt rất là hay nha. Đấy, sử dụng gia đình nhà bếp nhà mình rất là ok. Còn các bác thợ thuyền, bác nào mà hay làm thịt nướng lu rồi là những cái món thịt lợn quay cái thứ rồi, đấy, mua con này về rất hay. Cây xăm thịt nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo hai thành phần thì bên em vẫn còn hàng để phụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cái keo hai thành phần này. Đấy, keo hai thành phần. Cái này thì về xài hay lắm. Đó, về các bác dùng để vá lốc máy này rồi là những cái chỗ sắt thép cái thứ là nó bị thủng lỗ rồi thì các bác về các bác giá vào. Cái con này ấy, là nó rất là cứng luôn, khi mà các bác để nó khô đi nó siêu cứng luôn. Các bác có thể dùng máy khoan máy đục các bác đục thoải mái luôn. Đấy, không lo nó bị bể nhá. Đấy, cái này rất là dễ xài, nó sẽ có là hai típ như này. Đấy, hai típ. Đây em sẽ mở nắp bác coi. Đấy, về các bác mở cho cái nắp này ra nhá. Mở cái nắp này ra. Đấy, mở ra thì nó sẽ có hai loại keo. Đấy thì một màu vàng và một cái màu xám này. Thì cái này em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Thì về là các bác mở cái nắp ra, sau đó các bác lấy cho em cái xi lanh bóp này, các bác bóp nó vào, ấn nó ra, ấn keo. Đấy, ấn keo. Đấy là nó sẽ lòi ra này, các bác nhìn này. Đấy, em ấn keo là nó sẽ lòi ra. Đấy thì khi mà nó sẽ lòi ra rồi thì các bác cho vào một cái miếng gì đó. Đây, như này. Đấy, ví dụ các bác đựng nó vào đây. Đó, đựng nó vào đây nhá. Sau đó là các bác dùng cái một cái miếng giấy các bác trộn hai loại keo này vào nhá. Đấy, trộn hai loại keo vào nhau và bắt đầu là các bác phết vào những cái chỗ mà các bác cần phết. Đấy, phết vào những cái chỗ nào mà nó bị lủng các thứ rồi. Đấy, phết vào. Con này á, khi mà các bác để khô đi nó cứng dã man luôn. Đấy, các bác vá những cái con lốc máy này, những cái chỗ mà nó lủng này. Vá những cái chỗ sắt thép nó lủng các thứ rồi nó bị thủng ra, các bác vá vào cực kỳ cứng luôn. Đấy, mà vá vào nó liền vào luôn nhá. Đấy, các bác trước khi mà các bác vá vào được, các bác đánh sạch cái chỗ cái mối các bác cần vá đi. Đấy, đánh sạch nó đi. Sau đó các bác vá vào. Nhớ giúp em là các bác phun hai loại keo này ra, sau đó là các bác trộn nó vào nhá. Đấy, trộn đều vào với nhau, trộn đều vào nhau để các bác
trộn thật đều vào để cho nó kích hoạt hai cái thành phần keo vào với nhau thì nó sẽ tăng cái độ cứng các bác nhá, tăng cái độ cứng lên. Đó. Lên mã thì em sẽ gây cái tip vỉ keo hai thành phần nha. Đấy, hai thành phần, một là thành phần A, thành phần B về trộn vào nhau và các bác phết vào, các bác vá vào nhá. Đấy, các bác có dính vào. Một cái tip này là 40.000 một tip nhá. Lên mã thì em sẽ cái keo hai thành phần nhá. Đấy, keo hai thành phần. Anh em đang bán cho bác là 40k nhá, hay còn gọi là keo AB đấy. Nhiều bác hay gọi là keo AB nhưng bên em hay gọi là keo hai thành phần nhá. Hai thành phần, đấy, thành phần A, thành phần B trộn vào nhau và thành một cái dạng keo siêu cứng, siêu chắc, siêu bền. 40k một bộ keo hai thành phần này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây bàn chải sắt nhá. Cây này thì dùng rất hay luôn. Đấy, các bác dùng về để mình đánh cọ rửa những cái chỗ nào mà nó rỉ sét này. Những cái chỗ mối hàn sắc lắm, cái phần đầu này, đầu của nó những cái đầu dạng đầu thép này này. Đấy, nó rất là sắc luôn và nó đánh rất là sạch nhá. Đấy, nó thiết kế dạng bàn chải các bác cầm sử dụng rất là tiện. Đó. Về các bác dùng để đánh sạch những cái mối hàn, những cái chỗ mà nó rỉ sét nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bàn chải sắt nhá. Bàn chải sắt bên em đang gửi bác một cái cây bàn chải sắt như này. Với giá là đi 15.000 một cây thôi, chỉ có 15.000. Giá rất hạt rẻ bình dân dễ mua nhá. 15k. Đấy, gia đình nào hầu như cũng cần dùng, hoặc anh em thợ thuyền các bác hàn xì cũng nên có một cái nhỉ. Đấy, mình đánh những cái mũi hàn rồi là gia đình vệ sinh những cái chỗ mà nó rỉ sét các thứ ra cầm các bác đánh vào rất sạch luôn. Đó, 15k một cây nhá, 15k một cây bàn chải sắt nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Đấy, giá thì đợt này thì siêu tốt của bác luôn, 20.000 một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nha. Đấy, 20.000 một vỉ nhá, một vỉ này là 10 đôi về các bác xài. Gia đình nhà mình quá đẹp luôn. Đây, phần đầu mạ vàng này. Đấy, phần đuôi đũa này. Có làm nhám chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi em là cái đũa này có trơn trượt không thì về các bác cứ gắp thoải mái. Hoặc là các bác cứ đi nhà hàng khách sạn ấy, nhiều chỗ ấy, toàn dùng cái đũa này thôi. Đấy là các bác biết là chất lượng của nó như nào rồi. Mà nhà hàng các thứ là người ta tuyển chọn. Đấy, cái này bên em cũng bán ở nhà hàng các thứ là khá nhiều. Mỗi lần nó lấy cả chắc phải cả trăm vỉ luôn đấy. Về nó xài. Nhìn nó đồng bộ mà thứ hai nhìn nó đẹp, mà thứ ba nhìn nó sạch sẽ. Dòng này thì chất liệu của nó là sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm, không lo nó nấm mốc và không lo nó bị cong vênh nhá. Đấy, mà nhìn nó rất là sang trọng lịch sự. Đó. Dòng đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, đũa Hàn Quốc một vỉ là 10 đôi nhá. Giá thì quá hạt rẻ để các bác dễ mua luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, một vỉ này là 10 đôi. Hàng của Korea này, đấy Korea, một vỉ đũa 10 đôi. Đũa Hàn Quốc nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Với giá là đi 20.000. 20k thôi, bán giá dễ mua được bác luôn. 20k một vỉ 10 đôi. Đấy, mới keo nguyên hộp nha. Đấy, về các bác mua về thay hết những cái đũa ở nhà đi. Đấy, mua cho em cái đũa này về, mình nhìn nó đồng bộ, nhìn nó lịch sự sang trọng. Đấy, sạch sẽ ok. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Cái dòng thớt inox này, thớt inox 34, hàng của thương hiệu Wailing nhá. Thương hiệu Wailing, dòng này thì bên em bán quá nhiều rồi. Đấy, dòng thớt inox hai mặt nhá. Đấy, nó rất là hay. Cái này của nó là hai mặt. Đó, một mặt nhựa này, đấy để các bác dùng để thái thiếc rau củ quả hoa quả ở đây ok này, và một cái mặt là bằng inox nhá. Mặt inox này các bác dùng để chặt chiếc các thứ cho em ok luôn. Hàng logo Wailing này. Kích thước này của nó thì sẽ là chiều dài là 42, chiều rộng của nó là 30, su 304. Đấy, có phần quai sách, quai đeo nhá. Đó, rất to luôn, to lắm. Một chiếc thước cầm rất là nặng. Đấy, cầm nặng lắm. Đó, cầm nặng đầm. Bên xung quanh thì bo một lớp nhựa. Nhựa để các bác khi mà sử dụng, nhựa thì các bác để trên phần bàn mặt kính, mặt đá hoa, đấy không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, không lo nó bị trơn trượt. Con này các bác cứ chặt này, rồi là các bác mặt này các bác chặt này, mặt bên này các bác thái thiết cho em thoải mái luôn. Đó, inox 34, đấy. Logo Wailing nhá, logo Wailing rất xịn xò ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thớt đức inox hai mặt nhá. Giá của nó thì cực kỳ bình dân luôn, chỉ có 210.000 thôi. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái thớt đức nhá, thớt đức hai mặt. Đó, thớt đức hai mặt 210k. Đấy, bao ship giá quá hạt rẻ bình dân. Đấy, bình thường các bác mua những cái thớt gỗ kia các thứ giờ đã khoảng tầm 500-600 với được một cái thớt gỗ nghiến ngon. Nhưng mà đây các bác mua cho em cái dòng này, dùng hai mặt mà những cái dòng này dùng nó rất là sạch, không lo nó bị mùn miếc thứ giờ nhá. Đấy, inox thì dùng nó rất là sạch. Đấy, dùng không lo mùn miếc mà nó an toàn vệ sinh thực phẩm, nói chung là ok. Đấy, phần móc đeo thớt thì khá là to luôn, các bác chặt gà chặt vịt rồi là thái rau củ quả cho em vào đây thoải mái luôn. Đấy, Tết con này bên em bán rất là nhiều luôn đấy. Đấy thì sang đầu năm nó tiếp tục có hàng thì bên em sẽ quay và gửi cho bác. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này liên hệ với em nhá. 210k một cái, dòng thớt inox hai mặt các bác nhá. Dòng sản phẩm bàn chải Hàn Quốc thì bên em tiếp tục hàng về này,
bàn chải của Hàn Quốc nhá, bàn chải than tre của Hàn Quốc nhá. Đấy thì hiện tại bên em sẽ bán lẻ và có bán theo hộp nhá. Đấy, bán lẻ và bán theo hộp. Thì đây, một hộp này của nó thì nguyên một hộp này thì là 30 chiếc này. Dòng bàn chải than treo hoạt tính của Hàn Quốc nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đó. Thì em sẽ báo giá luôn. Các bác lấy một lẻ một chiếc thì sẽ có giá là đi sẽ có giá là 4k nhá. 4k một chiếc, chỉ có 4.000 một chiếc thôi. Các bác lấy cả hộp 30 chiếc nha. Đấy, lấy cả hộp 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000 một hộp nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Cái này các bác có thể mua về xài mình dùng dần. Đấy, vài tháng các bác thay cho một cái sạch sẽ ok. Đó. Hoặc là các bác có thể mua về mình bán lại cũng ok luôn, có lãi luôn. Một chiếc là 4.000, lấy 30 chiếc thì sẽ có giá là 100.000. 30 chiếc là tương đương với lại một hộp bàn chải nha. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là hộp bàn chải Hàn Quốc nhá. Một hộp 30 chiếc với giá là đi 100.000. Các bác lấy lẻ một chiếc thì bên em sẽ tính cho bác giá là 4.000 một chiếc nhá. 4.000 một chiếc, giá rất hạt rẻ. Đây, lấy cho bác một chiếc coi thử này, lông cực kỳ mềm luôn nhá, lông cực kỳ mềm luôn. Đấy, bình thường ấy, các bác ra quán siêu thị là giá nó đang niêm yết với giá là 36.000 này. Đấy, hàng của Korea nhá, 36.000 này. Đây, bóc cho bác xem một cái, lông rất mềm luôn nhá, lông mềm lắm. Lông mềm, đấy, lông rất mềm luôn, đánh cực kỳ thích nhá. Đấy, tay cầm chắc chắn, ok luôn, rất xịn sò, ngon lành. Đó, 4.000 một cái nhá, bán lẻ là 4.000 một cái. Còn các bác lấy cả hộp 30 cái nhá, lấy cả hộp 30 cái. Lấy cái hộp nguyên 30 cái nha thì sẽ có giá là 100.000 nhá. Đấy là tùy nhu cầu. Bác nào dùng nhiều thì nên mua cả hộp, hoặc là dùng gia đình thì nên mua cả hộp, các bác nào mua lẻ, dùng ít thì mình có thể mua lẻ nhá. Đấy. Theo em là các bác nên mua cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Đó. Cái mã hàng này lâu lâu hôm qua cho bác là sợ các bác quên này. Đấy thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ keo nắp cam nhá, hàng của Thái, rất là xịn sò ok nha. Đấy, hàng của Thái Lan, rất là ngon lành luôn đây. Đó, vỉ keo nắp cam nhá. Con này thì các bác có thể dính đa năng hầu như tất cả các loại chất liệu luôn. Con này thì hàng sản phẩm của Thái Lan nhá. Đấy, hàng của Thái Lan thì các bác có thể dính đa năng các loại chất liệu, ví dụ như là đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ, đồ nhựa này. Đấy, hầu như là các loại chất liệu dính rất là hay. Đó. Thì bên em sẽ bán theo vỉ là một vỉ là 5 típ này, với giá thì cực kỳ là bình dân, là rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vỉ keo nắp cam. Vỉ keo nắp cam nhá. Đấy, nắp cam này. 5 típ nhá, 5 típ thì sẽ có giá là 30.000, 30k thôi. Giá rất hạt rẻ, về các bác dính cho em thoải mái luôn. Dính đồ da, đồ sành, đồ sứ, đồ gỗ các thứ cho em thoải mái luôn. Đấy, về mình dùng gia đình các thứ nào thoải mái luôn. Một típ là một vỉ là 5 típ nhá, bán cả vỉ 5 típ luôn với giá là 30.000 nhá. Lên mã, cứ lên mã giúp em sẽ là keo nắp cam nhá, thì vì cái nắp của nó là màu cam thì lên luôn mã sẽ là keo nắp cam để nó không bị nhầm sang cái keo khác nhá. Đấy, vì keo nắp cam 5 típ nhá, 30.000. Đấy, hàng của Thái Lan, dính đa năng rất nhiều những cái chất liệu khác nhau nhá. 30k một vỉ keo nắp cam 5 típ nhá. Đó, 30k một vỉ. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mang hàng đó là cái hộp băng gâu này, hộp băng gâu về các bác dùng để dán vết thương nhá. Thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ cái hộp băng gâu dán vết thương. Một hộp này là sẽ được là 100 miếng nhá, một hộp sẽ là 100 miếng và nó các loại băng gâu khác nhau, ví dụ như là hình tròn này, cái dạng dài nhất này, rồi là dài vừa và có những cái dạng nhỏ nhỏ này. Đấy, nó tùy theo vết thương các thứ giờ các bác sử dụng nhá. Thì một hộp thì nó sẽ có đầy đủ các loại trong này luôn. Thì đây, lấy cho bác coi. Đấy, một hộp là 100 miếng luôn nhá. Sử dụng thoải mái luôn. Một hộp này giá chỉ có 20.000 thôi. Đấy, ví dụ như cái miếng dài to này, đấy là những cái miếng to, rồi là những cái miếng nhỏ nhỏ này, đấy, miếng nhỏ nhỏ này, nhỏ nữa này, đấy, rất ok luôn. Như là một hộp là các bác xài thoải mái luôn. Đấy, đây có những cái miếng to, miếng nhỏ, đây có cả những cái miếng tròn tròn này, đây là những cái miếng tròn tròn. Đó, đây, đấy, đây không, những miếng tròn tròn nhá, tròn vuông dài, là nghĩa là một hộp như này là full combo là bốn cái mã này, bốn cái mã trên hình nha. Đấy, điều mà lên mã cho em sẽ cái hộp băng gâu một hộp là 100 miếng nhá. Đấy, về các bác dán, nói chung là nên có mỗi gia đình một hộp như này. Đấy, nhiều khi các bác đứt tay đứt chân nhá, mình có cái là mình dán luôn, mình băng vào, mà cái này rất là dính luôn. Mà đặc biệt là các bác có thể là khi mà mình dính xong, các bác có thể rửa chân rửa tay thoải mái, không lo nó bong. Bình thường là các bác mua ở quán xá giờ người ta bán vừa đắt mà cái dòng nó không chuẩn quá. Đây, cái dòng bên em rất là chuẩn luôn, nó dính rất là chắc, nước nô thứ là các bác sử dụng thoải mái, không lo nó bị bong nhá. Đó, một hộp là 100 miếng nhá. Lên mã cho em xem cái hộp băng gâu hoặc là cái băng dán y tế đều được. Đấy, dấu cộng này, dán y tế này, 20k nhá, 20k thôi. Băng gâu nhá, dán vết thương, dán y tế, 20k một hộp băng gâu này nhá, 100 miếng luôn. Tất của Nike thì bên em hàng tiếp tục về nhá. Đấy, tất của Nike này, đây. Một lố tất này thì sẽ là 10 đôi nhá. Dòng tất của Nike 85% là cốt tông, nên khi mà các bác sử dụng các bác đi nó rất là mát, thoáng chân, không lo nó bị hôi chân nhá. Đấy, tất này thì nó là dòng tất, anh lấy băng đôi.
Nó là dòng tất cao cổ nhá, cao cổ các bác đi quá mắt cá chân. Đấy, lên logo Nike này, tất thì cực kỳ là mịn màng, chất lượng luôn. Đấy, đi thoáng chân, đấy, thoáng chân mà không lo nó bị hôi nhá. Nói chung hàng xịn của Nike đấy. Đó, một vỉ một lố nhá, một lố này thì sẽ là 10 đôi. Một lố này là 10 đôi này. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái tất lố tất 10 đôi của Nike, đấy, của Nike, Nike. Một lố 10 đôi, đấy, một lố 10 đôi. Giá của nó thì bình dân thôi. 90k một lố nhá, 90k một lố. Thì bên em đang có hai mã màu là màu trắng nhá, màu trắng và màu đen. Đấy thì bán đồng giá luôn. Thì là 90.000 một lố, bán cả lố 10 đôi nhá, không bán lẻ nhá. Thì các bác lấy mã nào cũng được. Đấy, lấy màu nào thì cứ báo cho em, lấy màu trắng thì báo cho em, lấy màu đen thì báo cho em. Đây để các bác em lấy cho bác cái lố màu đen này. Đây. Lố này là lố màu đen này. Đấy, lố màu đen. Đấy logo Nike này. Còn cái lố này thì trên tay em đang cầm đây là cái lố màu trắng này. Đấy thì bán đồng giá một lố 10 đôi nhá. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Bình thường các bác ra quán xá là người ta đã bán các bác phải khoảng tầm 20.000 một đôi. Đấy, bên em bán một lố 10 đôi chỉ có 90.000, tính ra là vào có 9.000 một đôi nhá. Giá quá hạt rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ hàng đá cắt của Kabushi này. Đấy, dòng đá cắt một tấc nhá. Đá cắt này thì đây em giới thiệu luôn. Bên em sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo viên nhá. Đấy, bán theo hộp và bán theo viên thì đây. Đây một hộp này của nó sẽ là 50 viên này. Một hộp đá cắt này của nó sẽ là 50 viên. Kích thước của nó sẽ là 107 x 1.2 x 16 này. Đấy, nhân 16, dòng đá cắt của Kabushi nhá. Đá cắt đỏ, cắt cực kỳ là dai lưỡi luôn. Cắt rất là ngọt sắc. Đó, cắt rất là ngọt sắc đây. Dòng đá cắt đây. Đấy thì em sẽ báo giá luôn nhá. Các bác có thể là mua theo hộp hoặc là mua theo combo 5 viên 1 nhá. Đấy, bên em sẽ bán được combo 5 viên 1. Đấy, 5 viên đá cắt thì sẽ có giá là đi 30.000. Còn nếu các bác lấy cả hộp 50 viên, lấy cả hộp 50 viên thì sẽ có giá là 220.000. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà nếu mà các bác lấy cả hộp nhá thì là 220.000 bao ship. Còn các bác lấy theo combo lấy ít. Đấy, bác nào dùng ít thì mình lấy theo 5 viên 1. Đấy, 5 viên 1 thì sẽ có giá là đi 30.000 cho 5 viên nhá. Đấy, thì bác nào dùng ít thì mình có thể lấy lẻ. Còn các bác nào dùng nhiều thì mình nên mua cả hộp. Đấy, mua cả hộp thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó, đá cắt của Kabushi nhá, đá cắt Nhật của Kabushi. Rất chất lượng luôn, hộp kim loại luôn này, xịn chất lượng. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai. Báo giá bác luôn, một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông. Mà đây còn là hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu. Đấy, hai đầu. 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất an toàn. Đấy, có diệt khuẩn các thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tam bông, em sẽ bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải ra mái luôn. Đấy, về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn. Đấy, bác nào dùng ít xài cả 5. Đây. Một hộp của nó này. Đấy, nó là dạng tam bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn. Sạch sẽ an toàn mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ là ít phải 30-40 nghìn hộp luôn. Ở bên em bán các bác chỉ có 20.000 thôi. Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán các bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cây cưa này, giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá, lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Về các bác cưa cành, cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá, dòng cưa lưỡi kép và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy. Đây, con này thì của thương hiệu Fugu. Đấy, Fugu Japan nhá, dòng cưa lưỡi kép nhá. Đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần ở hạt bưởi này, các bác cưa thì cái phần mùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống chân trượt và cái tay cầm nó khá là dài. Các bác cầm khi mà các bác kéo, các bác giật cưa nó có lực nhá. Nó có lực nên khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh, dễ cưa. Đó. Chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30 cm. Đó, lưỡi dài là 30 cm nhá, lưỡi dài 30 cm. Và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nữa thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60 cm. Còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30 cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gốc đen trắng nhá. Giá thì rất bình dân dễ mua. 50.000 một cây nhá. 50k một cây cưa gốc đen trắng nha. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bao tay lái xe. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bao tay lái xe để về chuyên bác dùng để
đi lái xe lái cộ rất ok luôn. Đấy, em báo giá luôn nhé, một cái bộ bao tay lái xe này bên em đang gửi bác giá rất bình dân. Bao tay lái xe giá của nó sẽ là 50.000 một đôi nhá, 50k một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, bác nào ở miền Bắc thì đi cho nó ấm tay. Đấy, đợt này vẫn đang còn mùa đông rất là lạnh. Đấy, các bác đi cho ấm tay. Bác nào miền Nam thì đi dùng, mình dùng để chống nắng. Đấy, chống tiêu UV, tia cực tím, chống nắng rất tốt luôn. Bác nào miền Bắc thì giữ nhiệt, miền Nam thì chống nắng rất ok. Đây, thì về các bác chỉ việc đeo vào sau đó là các bác sử dụng thôi. Chuyên dùng để các bác cho các bác lái xe máy nhá, đi rừng, đi phượt, đi chơi ra. Đấy, lái xe ngoài trời nhiều. Đấy, vừa bảo vệ đôi tay các bác này, giữ ấm rồi giữ nhiệt, chống nắng các thứ này. Ở phần này thì nó sẽ có một lớp cao su chống chân trượt, nên các bác khi mà các bác cầm tay lái nó rất là thật tay. Đó, và ở cái phần đầu này là cái phần đầu ra, ví dụ các bác có bấm điện thoại là các bác vẫn có thể bấm được luôn. Đấy, ví dụ như cái điện thoại cầm ứng ấy là các bác vẫn có thể dùng, các bác bấm được luôn. Đấy, vì cái phần đầu này nó bọc ra này. Đó, thiết kế cực kỳ đẹp, trang nhã lịch sự nhá. Đó. Đây em sẽ đi cho bác cả đôi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Thì các bác đi, các bác kéo khóa lên em là xong, chắc chắn ok. Đó, về các bác dùng để lái xe là chiếc rất ok. 50k một đôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay lái xe. Đó, bên em đang gửi bác một cái đôi bao tay lái xe đẹp nha. Giá nó chỉ có 50.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. 50k một đôi nhá. 50k. Đó, giá rất bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái miếng xốp mút rửa bát này. Đấy, cái này về chuyên cho bác rửa bát, rửa xoong, rửa nồi rất tiện dụng luôn. Một cái combo thì một cái combo này sẽ gồm có là 3 miếng. Đấy, và bên em đang gửi bác một cái mức giá rất là bình dân. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ combo 3 miếng xốp mút rửa bát nhá. Đấy, xốp mút rửa bát thì đây. Đấy, một cái combo sẽ gồm 3 miếng này. Nó sẽ gồm có một cái mặt mút này để các bác dùng để rửa cọ rửa bình thường, và một cái mặt đầu dạng nhám nhám để các bác ví dụ những cái phần vết bẩn các thứ ra, các bác dùng để các bác chà. Đấy. Ngoài ra thì cái con này nếu mà các bác không dùng để rửa bát thì mình có thể dùng cái miếng này các bác dùng để đánh bóng. Đấy, mình cho những cái đồ cana thứ vào đây, các bác dùng để đánh bóng đồ vật các thứ cho. Các bác dùng cái miếng này các bác cũng dùng ok luôn. Nói chung nó ứng dụng được trong nhiều việc nhá, ứng dụng nhiều việc. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 miếng xốp rửa bát nha em nhá. Đấy, là một combo bên em bán theo một combo 3 miếng này. Với giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái xốp mút rửa bát nhá. Đấy, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng. Xốp rửa bát này, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng nhá, 3 miếng. Giá của nó sẽ là 10k cho 3 miếng nhá, chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng bên em bán cực kỳ chạy đợt này. Đó là cái bộ tô vít đóng nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, tô vít đóng thì tại bên em đã có hai mã là một mã đầu cộng này. Đấy, tức là đầu ba ke nhá, đầu ba ke, đầu bốn múi nhá. Đấy, đầu cộng này. Và một cái mã nữa là cái mã đầu trừ nhá, mã đầu trừ đây, mã đầu trừ. Đây là mã đầu trừ này. Đấy, toàn bộ đầu này thì đều có được tích hợp từ tính nhá. Đây phần đầu đóng nó đây. Cái này thì về nhiều bác hỏi bên em là có đóng được không, thì em nói luôn là em đang quay tên của nó, tên nó của nó luôn là tô vít đóng mà, nên là về các bác cứ đóng cho em, có đóng cho em thoải mái luôn. Đấy, yên tâm nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây, hàng của Kabushi Japan. Đấy, thì bên em sẽ bán theo là lẻ từng cây một, thì bên em sẽ bán lẻ một cây này sẽ là 30.000 và đầu cộng đầu trừ là bằng giá nhau hết luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em nhé. Các bác lấy cây cộng thì báo cho em, lấy cây đầu trừ thì báo cho em nhé. Đấy, còn đồng giá thì cứ là 30.000 một cây. Cây này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó rơi vào là tầm là 30cm nhá, 30cm một cây. Đấy, từ đầu này là 30cm nhá. À, với mức giá là 30.000 một cây thôi. Đấy, rất là hay. Đấy, về các bác dùng vừa, nếu mà các bác không dùng để đóng thì mình có thể là dùng để xoáy. Đấy, còn nếu mà không xoáy thì mình có thể đóng. Đấy, nói chung là một công đôi việc, để ứng dụng trong nhiều việc nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, cây tô vít đóng đang gửi bác là 30.000 một cây nhá. Đấy, 30.000 một cây, đầu cộng đầu trừ nhá. Đấy, lấy đầu nào thì các bác cứ báo nha. Đấy, lấy đầu nào thì báo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lọ kem tẩy xoong nồi này. Đấy, lọ kem tẩy xoong nồi nhá. Lọ này bên em bán rất là chạy luôn. Đấy, với mức giá thì cực kỳ bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Về các bác dùng để mình tẩy xoong, tẩy nồi rất là tiện dụng mà rất là dễ dùng nhá. 20k nhá. Lên mã thì em sẽ cái lọ tẩy xanh nhá. Đấy, lọ tẩy xanh. Đấy, vì hộp của nó màu xanh thì em gọi luôn là mã sẽ là hộp tẩy xanh nhá, hoặc là cái hộp để tẩy xoong nồi. Đấy, tẩy bẩn xoong nồi nhá, cặn bẩn, cặn dầu mỡ thứ rồi, rất là sạch. 20k một lọ nhá. 20k một hộp như này, một hũ như này. Đấy, thì về các bác chỉ việc là mở hộp ra, sau đó là cái xoong, nếu mà các bác bẩn ấy thì các bác tráng qua một lượt nước đi cho nó ướt. Đấy, sau đó các bác dùng cái bột này các bác phết lên. Đấy, phết lên và các bác dùng cái miếng cọ xoong ấy, cái miếng cọ xoong bằng sắt ấy, các bác kết hợp với cái bột này các bác dùng rồi các bác đánh nhá. Đấy, thì nó rất là sạch luôn. Đấy, các bác càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng sạch. 20.000 thôi các bác nhá, 20.000 một hũ tẩy xanh, tẩy xoong nồi. Đây, cho các bác xem cái video thực tế về sản phẩm hướng dẫn các bác xài luôn này. Đấy, các bác cùng coi này. Đây,
Đó, đây lại chuột. Xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. 20k một hũ nha, 20k một hũ tẩy xanh tẩy xong nồi nha, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây dao vàng. Cây này thì về chuyên dùng cho bác dùng để gọt hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, con này thì em không rõ là dùng dòng thép gì nhưng mà nó lại hay của sản phẩm, cái hay của sản phẩm này thì cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu, mà thứ hai là nó không bị rỉ. Đấy, vì cái sản phẩm thực tế thì em dùng hơn năm nay một cái cây này em lấy dùng thử rồi. Đấy, rất sắc luôn, sắc lâu mà lại là không bị gì nhá, không bị gì. Đấy, cực kỳ sắc bén, các bạn nhìn cái phần lưỡi này. Đấy. Con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20 cm, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tay cầm cán gỗ nhá, rất nhỏ gọn, các bác chuyên dùng để các bác gọt hoa quả cho em, rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân, 20.000 một cây thôi, 20k nhá, 20k. Một cây dao vàng nhá. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Cây dao vàng này, đang gửi bác là một cái cây dao vàng này là chỉ có 20k thôi. 20k một cây dao vàng. Đấy, giá quá hạt rẻ và bình dân mà cực kỳ sắc mà lại không bị gì nữa nhá, không bị gì. Đấy, các bác dùng về để mình gọt hoa quả các trái cây thứ là rất tiện dụng luôn. 20k một cây dao vàng nhá, lên mãi em sẽ là dao vàng 20k một cây. Các bác đó là cái sản phẩm kìm cộng lực mini. Đấy, hàng của Nhật nhá mọi nhá, Japan này, rất ok luôn. Dòng kìm cộng lực về thì các bác dùng để cắt dây thép, dây đồ thứ rất ok. Đấy, con này để cắt cực kỳ sắc bén luôn, mà những cái dòng dây thép to con này ăn hết luôn. Đấy, thiết kế nó dạng kiểu dạng kìm cộng lực, cái dạng kìm cộng lực dạng to ấy, mà các bác hay cắt, các bác thợ xây ấy hay dùng cái con kìm này cắt những con sắt 8 sắt 10 này. Thì con này ví dụ như là các bác cắt những cái phi hàng rào đứa ra rất ok. Đấy, dạng thép hàng rào, thép B40, những cái dạng thép to, con này cân được luôn. Đấy, lưỡi cực kỳ sắc, nó thiết kế cũng là dạng cộng lực nhá, nên các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, dạng mini. Lên mã giúp em sẽ là cái kìm cộng lực mini nhá, dòng thép CRV. Đấy, siêu chắc chắn, hàng của Nhật này. Đấy, Hiabushi này. Đấy. Giá thì con này giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm cộng lực mini. Đấy, kìm cộng lực mini, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k một cây kìm cộng lực mini này. Đây, em sẽ cắt test thử cho bác xem về cái con này là cái con ốc vít này. Đấy, xem nó có cắt không nhá. Đấy, nó một này dạng rất là rắn. Đây, em cắt thử cho bác con. Đấy, thấy không? Rất nhẹ nhàng nhá, một bấm cái đi luôn này. Đấy, đây em cắt lại bác phát nữa đây. Đây, cắt phát nữa đây. Các nhìn này. Đấy, đây em bấm một tay luôn nhá, bấm một tay luôn. Cắt rất ngọt luôn các bạn. Đấy, cắt rất ngọt đây. Đấy, cắt ra làm ba mảnh luôn này. Lưỡi vẫn ngon lành luôn nhá, không có một tí nào mẻ hay là xước gì luôn. Đấy, rất sắc bén nhá, cực kỳ ok luôn. Đó. Rồi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái sản phẩm là cái cây kìm cộng lực mini nhá, có phần khoái hãm ở đây. 100.000 một cây. Hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn. Hàng của thương hiệu Hiabushi, 100k một cây kìm cộng lực mini nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bọc yên xe. Em báo giá luôn, một cái bọc yên xe này thì hiện tại em đang bán với mức giá rất hạt rẻ, dễ mua. 40k nhá, 40k một cái bọc yên xe này. Đấy, nó là cái bọc yên xe đạp xe máy được hết không nhá, xe đạp điện, xe máy là ok. Đấy, xe máy yên to yên nhỏ được hết không nhá. Vì dòng này nó có cái sợi chun co giãn này nên là rất là tiện. Đây, đấy, nó rất là nhìn nó rất là bình thường nhưng nó có sợi chun co giãn này. Đấy, chun co giãn này khi mà các bác kéo giãn ra rất là to. Đấy, những cái yên xe máy to như yên xe SH các thứ là các bác cũng có thể là bọc thoải mái luôn. Ở bên dưới này thì nó có những cái phần đai siết nhá, cái đai dính để các bác dính bên dưới phần yên đấy để nó không bị bật cái bọc nó lên. Đấy, thì nó là dạng lưới, khi mà các bác ngồi nó thoáng khí này, ngồi nó mát mông. Và thứ hai là ví dụ như là trời nó có trời nắng ấy mà các bác để xe ngoài trời không lo nó bị bỏng rát nhá. Các bác có thể là ví dụ như là mình để xe ngoài trời mà không lo yên xe nó nóng, các bác có thể là trời nóng các bác có thể ngồi được lên luôn, không phải làm nguội đâu nhá. Đấy, như bình thường là các bác để xe ngoài trời nắng ấy nó rất là nóng luôn. Đấy, vừa hạ yên xe mà mình nóng không thể ngồi luôn ấy. Đấy, thì các bác mua cái này về các bọc vào. Đấy, vừa bảo vệ yên xe này, rồi là chống nắng chống nước rất ok luôn. Đấy, và có thể là co giãn có phần đai siết bên dưới nhá, đai siết bên dưới đó, rất ok luôn. Chỉ có 40.000 thôi. Đấy, dạng lỗ rất nhiều, lỗ lưới thoáng khí này, rất ok luôn. 40k lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bọc yên xe nhá. Đang gửi bác là 40.000 một cái thôi, 40k, giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 40k một cái. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, đây
và cùng xem thực tế này, bọc yên xe máy này làm đẹp này, chống móng chống nóng này. Đấy, bình thường những cái yên rách các thứ các bác cứ phải mang đi thay, nhưng con này các bác mua con này về các bác đậy vào luôn chưa để đỡ phải thay, vừa đỡ thay mà vừa đẹp xe nhá. Đấy, làm đẹp chống nóng rất tốt nhá. Đây đó, đây có nhìn này, bọc này đó, bọc từ trước ra sau lồng vào, sau đó các bác siết những cái đai ở bên dưới, nó có những cái đai siết này, các bác siết vào nó không bị xô dịch cái bọc này nhá. Đấy, thoáng mát, nước nôi thứ gì chảy thoải mái, khi mà nước nó chảy nó sẽ thoát rất nhanh luôn, rất ok. Đó, bọc yên xe nhá, đang gửi bác là 40k một cái bọc yên xe như này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Đấy, để chuyên cho bác hay về cắt tóc cắt tai gia đình này. Đấy, rồi là các bác thợ thuyền dùng cái này cũng quá ok luôn, một bộ kéo cắt tóc hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, đựng trong một chiếc bao da đẹp nha. Đó, giá thì bình dân thôi. Đó, bộ này thì em báo giá luôn nhá, bộ này sẽ gồm có 2 cây, giá của nó thì bán cả bộ luôn nhá, 140.000 một bộ. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kéo tóc này, bộ kéo tóc 2 cây nhá, bộ kéo cắt tóc 2 cây, 140k một bộ nha. Đấy, sẽ gồm có 2 cây, một cây kéo cắt thường này và một cây kéo cắt tỉa này. Đây, xem lấy bác xem từng cây một luôn. Đấy, hàng mới keng sẽ beng luôn nhá, nguyên trong hộp như này. Con này của thương hiệu Kai Japan, cây này là cây cắt tỉa này. Đấy, rất sắc bén luôn. Và một cây nữa, cây này thì chuyên để các bác cắt thường. Đấy, cắt thường các bác cắt tỉa cắt thường là các bác dùng cái này. Đây, Kai Japan nhá, rất xịn sò, sắc bén, ok lắm. Con này cắt cực kỳ ok luôn. Đó, về cho anh em thợ thuyền này, các bác dùng gia đình cắt tóc cho nhau cũng ok luôn. Đấy, một bộ này là 2 cây, một cây kéo cắt tỉa nhá và một cây kéo cắt thường. Đấy, đựng trong một chiếc bao da rất là đẹp luôn, với giá thì cũng rất là bình dân, 140k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo tóc 2 cây, 140.000 một bộ nhá. Rồi, mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng, đó là cái bộ này là cái bộ bao tay làm vườn. Đấy, bộ bao tay làm vườn nhá, lên mã giúp em sẽ là cái bộ đôi bao tay làm vườn. Giá thì này, tại em đang bán một cái bộ đôi bao tay làm vườn này với giá sẽ là 30.000 một bộ nhá, 30k một bộ bao tay làm vườn nha. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm là một đôi. Đấy, một đôi về các bác dùng để chuyên các bác làm vườn, làm tược, làm cỏ giá. Đấy, rất tiện dụng luôn, mình bới đất này, trồng cây này, làm cỏ rất ok. Đây, nó sẽ gồm một đôi, một tay trái một tay phải nhá. Thì về các bác đeo vào, ở tay này nó sẽ có những cái móng vuốt này. Đấy, để các bác dùng để các bác cào đất này, rồi là các bác làm cỏ này. Đấy, bới đất làm cỏ nhá, bới đất làm cỏ. Ở đây thì nó là dạng bao tay co giãn 4 chiều, nên là các bác tay to tay nhỏ đều có thể đeo hết luôn. Bên ngoài thì phủ một lớp cao su, vừa chống trơn trượt này, vừa bảo vệ bàn tay của bác này không bị sầy xước đấy nhá. Đấy, không bị bẩn. Đó, về thì các bác dùng để làm vườn, trồng cây, bới đất làm cỏ này. Đây, nó những cái móng vuốt bằng nhựa. Đấy, cái này các bác cào đất, cào cỏ các thứ cho em thoải mái luôn, rất tiện nhá. Đấy, một đôi này là 30.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay làm vườn. Đấy, chuyên cho các bác làm vườn, làm cỏ, làm tược các thứ rồi, rất ok. 30k, 30k một đôi nhá, 30.000 một đôi bao tay làm vườn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái dụng cụ bóp tay này. Dụng cụ bóp tay, dụng cụ bóp tay thì em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái dụng cụ bóp tay này. Đấy, bóp tay. Đấy, bóp tay tập thể dục nhá, với giá sẽ là 40k một cái chiếc bóp tay tập thể dục này. Đấy, về cho các bác nào muốn tập thể dục này, tập thể dục tại nhà nhé, thì rất ok luôn. Một cái sản phẩm hỗ trợ cho các bác rèn luyện thể dục thể thao nhé. Một chiếc bóp tay, cái này thì bóp tối thiểu thì sẽ là 5kg, và các bác có thể tăng lực lên. Đấy, tăng tối đa lên thì sẽ được là 60kg nhé, 60kg. Đấy, các bác nói chung cái này các bác cứ tăng dần, mình cứ mỗi ngày mình tăng một ít thôi nhá, tăng từ 5kg và tối đa lên sẽ được là 60kg. 60kg thì cũng khá là nặng nhá, 60kg tay cũng khá là khỏe đấy. Đấy, em đang bóp tầm giữa này. Đấy, còn 60kg khá là căng. Đấy, thì về các bác có thể tăng giảm theo cái phần này các bác xoáy đây. Và cái hai cái sản phẩm này là mỗi lần các bác bóp này, là nó sẽ đếm được bao nhiêu cái nhá. Đấy, hiện tại em đang bóp là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, thì nó sẽ nảy cái số lên nhá. Đấy, nảy số lên để các bác biết là hôm nay bác bóp được bao nhiêu cái. Đấy, và các bác đặt cho mục tiêu ngày mai được bao nhiêu cái, ngày kia được bao nhiêu cái. Đấy, mình cứ đặt mục tiêu ra là khi mà bóp là nó sẽ nhảy số báo đây luôn. Và các bác muốn reset về không thì các bác ấn vào đây cho. Ấn vào đây các bác xoay. Đấy, xoay để các bác xoay nó về không. Đấy, có thế là xong. Đấy là về không. Bắt đầu các bác lại làm lại từ đầu này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, rồi là cho các bác ví dụ như là mình thi đấu với nhau. Đấy, thi đấu với nhau bóp nhá, rất là tiện luôn. Đấy, tay cầm nó có phần bọc cao su, chống như trượt rất là êm tay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bóp tay nhá, có đếm số luôn. Với mức giá sẽ là 40k một cái nhá, 40k một cái bóp tay tập thể dục. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khóa đĩa này. Cái mã sản phẩm này thì giá nó rất là bình dân, chỉ có 40.000 thôi. Các bác mua về mình dùng để khóa vào đĩa xe máy cho bác nhá. Rất tiện dụng mà cực kỳ an toàn bảo mật luôn. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái khóa đĩa bánh xe máy nhá. Đấy, khóa đĩa xe. Tức là nhà các bác mà có cái xe mà có cứ có phanh đĩa là các bác khóa ok luôn. Đấy.
giá thì cực kỳ bình dân, hạt rẻ 40.000 một cái thôi, 40.000 một cái khóa đĩa này, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Đây, một chiếc khóa nó sẽ gồm có là một bộ khóa, một cái ổ khóa và đi kèm cho bác là hai chìa. Đấy, toàn bộ thì nó đúc, sẽ đúc thép nha. Đấy, và cái phần lõi khóa thiết kế rất hay là nó chỉ có một tí tí bên trong này và nó rất là hẹp. Đấy, ví dụ như cái vị trí này các bác có lách hoặc là trộm chiếc là nó có lách vào thì nó rất là khó cậy mở, mà nó lại dạng hình tròn, nó không có một cái chỗ điểm tựa nào để nó lựa và nó cậy được các bác nhá. Đấy, và đây cái phần khóa này thiết kế rất nhiều những cái hạt này. Đấy, cực kỳ là khó mở, khó là khó phá luôn. Đấy, đây. Đấy, các bác chỉ việc là con này khóa không cần chìa nữa, nếu các bác muốn khóa các bác cho vào cái phần đĩa xe, bấm chìa vào cái thế là xong, khóa là xong. Đấy, và các bác cầm chìa đi rất nhỏ gọn tiện lợi nhá, mình có thể là bỏ trong túi quần, túi sách mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, rất nhỏ gọn nhá, chỉ bằng khoảng tầm hai ngón tay của em thôi. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. 40k một cái nhá. Đấy, các bác cứ cho trực tiếp vào cái đĩa của xe mình là ok. 40k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Với cái giá thành chỉ khoảng vài chục nghìn thì cái chiếc khóa chống trộm bằng cách là khóa phanh đĩa này, Linh nghĩ đây vẫn là một cái giải pháp chống trộm và cho xe máy rất là ok các bạn ạ. Vì sao ạ? Với chiếc khóa này với thiết kế rất là nhỏ gọn, nó vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần là đưa cái chiếc khóa phanh đĩa này vào đĩa phanh và sau đó các bạn bấm một cái là các bạn đã có thể là khóa lại trên những cái xe mà được trang bị đĩa phanh như thế này các bạn nhé. Chiếc khóa này thì nó chống cắt vì nó được làm bằng thép nguyên khối, vì vậy mà nó sẽ không bị kẻ trộm cắt khóa. Ngoài ra thì chiếc khóa này với cái phần thiết kế chìa khóa nhiều nấc giúp các bạn có thể là hạn chế kẻ trộm phá khóa của các bạn. Khi các bạn khóa chiếc khóa này vào đĩa phanh của mình thì chỉ cần là kẻ trộm có ý định sắt xe hoặc là đi xe của các bạn, nếu như các bạn tiến về phía trước thì nó sẽ bị mắc vào củ phanh giống như này, và nếu như các bạn lùi về phía sau, các bạn lùi về phía sau thì nó sẽ bị phát mắc vào phần cuộc của xe các bạn nhé, bị mắc vào phần giảm tốc phía trước của xe. Các bạn có thể quan sát. Vì vậy đây là một cái giải pháp mà chống trộm rất là tốt cho xe, đặc biệt là những bạn nào mà thường xuyên để xe ở phía bên ngoài hoặc là những cái nơi không an toàn, hay là các bạn nào mà học sinh sinh viên thì các bạn có thể là lựa cho mình một chiếc khóa phanh đĩa với giá thành rất là thấp như này mà nó lại mang lại khả năng chống trộm an toàn hơn cho chiếc xe các bạn nhé. Và mỗi một cái chìa khóa này thì các bạn sẽ được hai cái chìa giống như thế này, nên là các bạn chỉ cần dùng một chìa và cất đi một chìa phòng trong trường hợp nếu như các bạn nào bị mất chìa khóa thôi. Bạn nào mua thì các bạn có thể ấn vào link ở dưới giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, quảng cáo rất chi tiết luôn. Đấy, mô tả các bác giới thiệu rất chi tiết rồi. 40.000 một bộ này nhá. 40.000 một bộ này, một bộ này sẽ gồm có là hai chìa. Đấy, dòng khóa thép đúc nguyên khối luôn, rất an toàn và bảo mật. 40k một cái. Sở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng sách tay dầu gió của Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 một chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò, ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LAUSA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không, trẻ con nó bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này, các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế không, ấn chặt vào chưa, ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá, rất xịn sò. Các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào, rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây
mã của nó là 24mm này, 24mm. Rồi lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Ở bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn xò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Luôn. Bên em đang gửi bác giá thì cực kỳ là tốt luôn, 35.000 một chiếc túi da đeo hông này. Các bác cứ nhớ mã giúp em sẽ là túi da đeo hông nhá. 35.000 một chiếc. Bên em sẽ có hai màu là đen và nâu. Các bác lấy màu nào thì báo cho em nhá. Thì bên em sẽ chọn màu bác luôn. Đây là màu nâu này. Đấy, con này là màu nâu, còn đây cái con trong túi này là màu đen này này. Đây là màu đen này. Đấy, con đây là màu nâu đây. Đó thì lấy màu nào báo cho em. Con này nè. Về các bác có đeo cái thắt lưng ấy. Đấy, đeo cái thắt lưng, các bác xỏ thắt lưng vào đây. Đây ví dụ như ở đây em có một cái thắt lưng như này. Đấy, các bác xỏ cái thắt lưng qua đây, sau đó các bác đeo vào hông của bác nhá. Và các bác trong này thì các bác tháo ra, mở khóa ra để các bác đựng điện thoại này, đựng tiền này, đựng ví này. Đấy, mình mang đi chơi, mang đi du lịch, bình thường là các bác phải cầm tay và các bác bỏ vào trong túi quần, nó rất là bất tiện nhá. Đấy thì đây ví dụ như con ở đây một con điện thoại này. Đấy, các bác để đây. Đấy, rồi một ngăn nữa thì các bác có thể là để tài liệu, giấy tờ tùy thân, rồi là tiền nong thứ các bác cho đây nha. Đấy, sau đó là các bác đóng khóa vào. Đấy, kín đáo ngon lành, ok. Màu sắc thì trang nhã đẹp lịch sự nhá. Đấy, màu nâu rất là đẹp này, ngoài ra có cả màu đen luôn. Đấy thì bán đồng giá luôn là cứ 35.000 một túi nhá, mọi hai màu bằng giá nhau luôn. Đấy thì có màu đen màu nâu, lấy màu nào bán nha. Đấy thì khi mà các bác đeo lên rất đẹp, đây em đeo các bác còn này. Đây các bác nhá, đấy khi mà các bác có cái thắt lưng các bác xỏ vào. Đấy, sau đó là các bác xỏ vào cái thắt lưng và các bác đeo vào xem, quá ok luôn nhá. Đấy, đeo nó dịch sang bên hông này rất đẹp, rất tiện luôn. Này đấy, lấy ra lấy tiền hay nong nó cá này, đó rất tiện dụng luôn nhá, rất ok. Đấy, mình lấy cái gì nó ở ngay cái chỗ cái tầm tay mình với luôn, nó rất là tiện, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá, có thấy không? Đấy, đeo lên nhìn rất đẹp, chất lượng luôn, ok. Đấy. 35k nhá, 35k. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là túi da đeo hông, 35.000 một cái, hai màu là màu đen màu nâu, lấy màu nào báo cho em nhá. Túi rất đẹp. Đấy, về các bác đeo vào cái hông ở bên thắt lưng nhà mình, xỏ thắt lưng vào đây, thế là đeo thôi. Ba ngăn thoải mái các bác xíu đồ luôn. Điện thoại, tiền nong, ví, giấy tờ tùy thân vào đây thoải mái luôn các bác nhá. Sao vâng. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua ok về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k thôi nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá.
khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn luôn là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa cũng biết rồi, đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này, đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào, và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, coi nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy nhẹ thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Đây nó có cả khóa này luôn, đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa coi nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ nào cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân là rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn xịn sò, ok luôn. Đó, 10.000 một chiếc các bác nhá. Covid cắm chân dẹt này. Đấy, hàng chuyên dùng cho những dòng ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật thì người ta chuyên dùng những cái chân dẹt nha. Đấy, nên các bác dùng những chân tròn, chân của Việt Nam rất là khó chịu nhá, vì cắm nó không thể cắm được, các bác chỉ có dùng chân dẹt thôi, các bác cắm vào là ok luôn. Đấy, hàng như bên em thì là hàng chuẩn, chân sẽ là chân đồng và cái chân của nó rất là dày luôn nhá. Đây con nhìn này, chân của nó rất là dày luôn, nên khi bác cắm cái phần tiếp điểm nó tiếp xúc rất tốt nhá. Đấy, và con này chịu tải lớn lên đến là 16A này, 250V này. Đấy, và dòng này nó là dòng ổ fix chống va đập, chống cháy nhá. Đấy, chất liệu nhựa chống va đập, chống vỡ, chống cháy, cực kỳ ngon, chắc chắn chất lượng luôn. Về thì các bác đấu dây vào là xài thôi. Đấy, fix cắm chân dẹt nhá, chuyên dùng cho ổ điện Nhật các bác nhá. Đấy, chuyên dùng cho ổ điện Nhật. Giá của nó thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái fix cắm chân dẹt này, giá của nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 một cái fix cắm chân dẹt này, 10.000 một cái, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đấy, về các bác chuyên dùng để phục vụ những cái ổ điện Nhật nhá. Đấy, vì nó hay dùng chân dẹt, chân của nó sẽ là 100% chân bằng đồng nhá, chân bằng đồng, rất xịn sò, ok. Ngoài ra thì các bác có thể dùng ở gia đình nhà mình được. Cái ưu điểm của cái dòng chân dẹt này là thứ nhất là nó tiếp điểm tốt, và thứ hai là các bác cắm là nó không bị tèo. Bình thường là các bác hay dùng những cái chân tròn mà chân Việt Nam hay dùng ấy, là các bác cắm lâu nó rất hay bị tèo, mà một thời gian là ổ nó lỏng ra rất khó chịu. Nhưng mà các bác dùng những cái con chân dẹt này thì ổ nó yên tâm, là cái ổ mà các bác cắm cái phích này vào nó cũng rất là bền. Đấy, nên các bác yên tâm, rất là hay nhá. 10.000 một cái phích cắm chân dẹt nha. Đấy, 10.000 một cái nhá. Đó, rất ok, giá rất là rẻ bình dân. Cái này thì số lượng có hạn thôi. Đấy, về đến đâu nó cứ hết đấy ạ, vì nó không có hàng, nó không có đều ạ, nên các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, 10.000 một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Đây kia lô đồng hồ hàng thanh lý cửa hàng nhá. Đấy, cửa hàng người ta bán, người ta không kinh doanh nữa, thì bên em ôm lô khoảng tầm vài chục cái cây đồng hồ nha. Đấy, rất đẹp luôn, đồng hồ của nó còn mới nguyên trong hộp nha nhá. Đấy, còn mới nguyên trong hộp nha, vẫn còn nguyên cả bọc giấy bóng nè. Đấy, em ôm lô thanh lý được cái lô này, giá rất hời cho bác luôn nhá các bác nhá. Em báo giá luôn, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ đeo tay, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá, cái giá thanh lý cho bác luôn là 90.000. Đấy, vì bên em ôm lô thanh lý giá rẻ nên là giá nó rất tốt luôn, 90.000 một cái đồng hồ đeo tay nha. Đây, một chiếc đồng hồ mới keng nha các bác nhá. Đấy, hàng này thì em nói luôn là hàng này hàng của tàu nhá, hàng của tàu. Đây, Made in China nhá. Đấy, Made in China này. Đấy, em nói luôn hàng của tàu, không đến lúc đến nơi các bác ạ, bảo là đồng hồ Nhật các thứ giờ nó rất là khó. Đấy, em nói luôn đồng hồ hàng của tàu nhá. Vì nói chung là nó so với tầm giá thì các bác có một cái con đồng hồ này để các bác đeo vào tay thì quá đẹp luôn. Đấy, mình đeo đi chơi đi bài rất đẹp các nhá. Đây các bác nhìn này. Rất đẹp luôn. Đấy, hàng tàu nhưng mà hàng có hãng đầy đủ hết các nhá. Đây là hãng của Gokai này, hãng Gokai. Đấy, hãng này cũng khá là nổi tiếng, em check trên mạng là cái hãng của tàu này nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đấy, cái hãng này. Đấy, hàng là bao sống các bác nhá, về là các bác vẫn chạy ngon lành nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn nút cho em này, xoay cho các bác chỉnh giờ, ấn nút thế là xong. Đây này, đồng hồ chạy ngon lành luôn, mặt rất đẹp luôn nhỉ. Đây em quay cận cảnh các bác xem cái phần mặt nó này, mặt rất đẹp luôn nhá. Đấy, mặt rất đẹp, dây riếc ngon lành hết luôn. Đấy, về các bác chỉ việc đeo thôi, không cần phải lắp pin hay là thay pin như nào cả, hàng của nó là vẫn còn chạy ngon lành hết luôn.
Đây, đấy, con thấy không? Đeo vào lên nhìn rất sang trọng lịch sự nha, rất đẹp nha. Số lượng có hạn đâu nha, khoảng tầm 20 con nó không nhiều đâu. Nên là rất là em để cho bác cái giá này nó rất là rẻ rồi. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đeo tay nhá. 90.000 một con này nhá. Đấy, chốt nhanh số lượng hạn nhá, gọi luôn cho em đi chứ không có nhiều đâu. Em đảm bảo bác luôn là cái mã này thì thế nào các bác cũng tranh nhau luôn. Vì nó không có hàng. Đấy, hàng là hàng ôm đô. Cửa hàng thôi, nó có vài chục cây đâu các bạn, không nhiều đâu, nên là các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, chạy ngon lành luôn này. Đó. Rồi, 90k nhá, đồng hồ đeo tay. Đấy, về các bác đi chơi, đi du lịch, đi ăn cỗ ăn bàn những thứ rồi, mình đeo vào. Đấy, nhìn nó sang trọng lịch sự, nhìn nó đứng đắn con người lên, rất ok luôn các nhá. Đấy, đeo vào quá ok luôn này. Đây. Đấy, các nhìn này. Tay nhìn đeo vào rất chất lượng luôn, lịch sự ok. 90k một cây. Vào việc chốt đơn nhanh luôn nhá, không có nhiều đâu các nhá.